được tam muội này như trong đề nói cho đến 7 năm không ngồi không nằm bồ tát được tam muội ấy thời thường không có tâm giải đãi cho đến khi thành phật không bao giờ ngưng nghỉ buồn tam muội được pháp sáng suốt sâu xa là pháp sáng suốt là phật pháp và hết thảy trí tuệ bồ tát được tam muội này thầy có thể thấy xa phật pháp suy nghĩ chủ lượng biết pháp ấy sâu xa vi diệu không gì sánh bằng buồn tam muội không thể cướp đạt là được tam muội này thời hành đạo bồ tát không ai có thể cướp đạt được ý nguyện ấy Mùn tam muội phá ma là được tam muội này thời ma tuy là chủ cõi dục mà bồ tát Dục thân người vẫn có thể phá được ma Mùn tam muội không nhiễm trước Bà cõi là được tam muội này thời thân tuy ở trong Bà cõi mà tâm thường ở niết bàn nên không đắm trước bồn tàm muội sinh khởi ánh sáng là Được tam muội này thầy có thể phóng ra vô lượng ánh sáng chiếu khắp mười phương bồn tàm muội thấy chư phật là Được tam muội này thầy tuy chưa được mắt trời tai trời mà vẫn có thể thấy mười phương chư phật nghe mười phương chư phật nói phát thưa hỏi chỗ nghi tát đà ba luân chú trong các tam muội ấy liền thấy mười phương vô lượng vô số chư phật ở giữa đại chúng vì hàng bồ tát mà nói bát nhã ba la mật Hết cuốn 97 theo bản Hán, cuốn 98. Kinh, khi ấy mười phương chư Phật an ủi tát đả ba luân rằng, lành thay, lành thay, thiện nam tử. Chúng ta xưa khi hành đạo Bồ Tát, cầu bát nhã ba la mật. Được các tam muội ấy cũng như nay ông được, chúng ta được các tam muội ấy, khéo vào bát nhã ba la mật, thành tựu sức phương tiện, át chú địa vị không thoái chuyển, chúng ta quán tính các tam muội ấy không thấy có pháp gia tam muội và tam muội cũng không thấy người hành phật đạo cũng không thấy người được vô thượng tránh đẳng tránh giác này thiện nam tử ấy gọi là bát nhã ba la mật nghĩa là không nghĩ rằng có các pháp ấy này thiện nam tử chúng ta an trú nơi pháp vô niệm được thân kim sắc hào quang một trượng ba mươi hai tướng tám mươi vẻ đẹp tùy hình và trí tuệ không thể nghĩ nghỉ được giấy vô thượng tam muội vô thượng trí tuệ vô thượng hết thảy công đức đều đầy đủ vì công đức đều đầy đủ nên phật còn không thể thủ tướng nói hết huống nữa là hàng thanh văn bích chi phật và những người khác vì thế nên thiện nam tử đối với phật pháp nên cung kính ái niệm sinh tâm thành tịnh gấp bội đối với thiện tri thức nên sinh tưởng như phật vì sao vì nhờ thiện tri thức thủ hộ nên bồ tát mau được vô thượng tránh đẳng tránh giác khi ấy tát đã bao luân, bạch mười phương phật rằng Thế nào là thiện tri thức của con, người con nên gắn gũi cúng dường? Mười phương Phật bảo với Tát Đà Ba Luân rằng, Này ông thiện nam tử, Bồ Tát Đàm Vô Kiệt đời đời giáo hóa thành tựu cho ông vô thượng tránh đẳng tránh giác. Bồ Tát Đàm Vô Kiệt thủ hộ ông dạy ông bát nhã ba la mật và sức phương tiện. Ấy là thiện tri thức của ông. Ông cúng dường Bồ Tát Đàm Vô Kiệt hoặc một kiếp hoặc hai ba cho đến quá trong kiếp đồng đội cung kính đem hết thầy nhạc cụ sắc tiếng hương vị xúc thượng diệu của trong thế giới ba ngàn để cúng dường còn chưa thể báo ân trong giây lát vì sao vì nhờ bồ tát đàm vô kiệt nên làm cho ông được các tam muội như vậy được bát nhã ba la mật và sức phương tiện chư phật giáo hóa an ủi tát đà ba luân như vậy làm cho hoan hỉ xong bỗng nhiên không hiện khi ấy tát đà ba lần từ tam muội dậy không còn thấy phật nghĩ rằng Chư Phật từ đâu đến và đi đến đâu Vì không thấy Phật nên lại dầu dĩ không vui Suy nghĩ ai sẽ rất nghi cho ta Lại nghĩ rằng Bồ Tát Đàm Vô Kiệt lâu xa lại đây thường hành bát nhã bà làm mật Được sức phương tiện và được các định Được tự tại đối với Pháp Bồ Tát Đã nhiều lần cúng dường chư Phật quá khứ Đời đời làm thầy ta thường làm lợi ích cho ta Ta sẽ gặp Bồ Tát Đàm Vô Kiệt và hỏi Phật từ đâu đến và đi đến đâu bấy giờ Tát Đà Ba Luân đối với Bồ Tát Đàm Vô Kiệt sinh tâm cung kính ưa thích tôn trọng, nghĩ rằng ta sẽ đem gì cúng dường Bồ Tát Đàm Vô Kiệt, ta này nghèo cùng, hoa hương anh lạc, hương bột hương xoa, y phục phát lọng, vàng bạc chân châu, lưu ly, li, pha lê, mã não, san hô hồ, hồ phách, không có các vật như vậy có thể đem cúng dường bát nhã ba la mật và pháp sư thuyết pháp là Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Theo phép ta không nên đi không đến chỗ đảm vô kiệt, nếu ta không có gì mà đi đến thời tâm không vui vẻ, ta sẽ bán thân lấy của vì bát nhã ba la mật mà cúng dường Pháp Sư đảm Vô Kiệt. Vì sao? Vì ta đòi đòi đã mất vô số thân, ở trong vô thủy sinh tử, hoặc chết hoặc bán, hoặc vì dục lạc nên phải đòi đòi ở trong địa ngục chịu vô lượng khổ não, chưa từng vì Pháp thanh tịnh, vì để cúng dường thuyết Pháp Sư nên bán thân. Bây giờ Tát Đà Ba Luân giữa đường đi vào một thành lớn, đi đến chợ cất tiếng to rằng ai muốn cần người, ai muốn mua người. Lúc ấy ác ma nghĩ rằng Tát Đà Ba Luân này do mến pháp mà muốn tự bán thân. Vì bát nhã ba la mật nên cũng dường Bồ Tát Đà vô kiệt, sẽ được hỏi ngày bát nhã ba la mật và sức phương tiện. Làm cho so Bồ Tát hành bát nhã ba la mật màu được vô thượng tránh đẳng tránh giác và sẽ được đa văn đầy đủ như nước biển lớn, lúc đó không thể làm ngăn trở phá hoại, được đầy đủ hết thảy công đức làm lợi ích cho các Bồ Tát, vì vô thượng tránh đẳng tránh giác nên vượt qua cảnh giấy ma của ta, cũng dạy người khác ra khỏi cảnh giấy ma của ta, được vô thượng tránh đọc tránh giác, ta này sẽ phá hoại việc ấy. Bây giờ ác ma làm cha lớp tâm các bà la môn cư sĩ để không nghe tiếng giao tự bán mình ấy trừ một người con gái của trưởng giả mà không thể ngăn che được vì nhân duyên đời trước của nó lúc ấy tát đà ba lần bán thân không ai mua nên yêu sầu khóc lóc đứng ở một bên khóc rằng ta tự bán thân là vì bát nhã ba la mật nên cúng dường bồ tát đàm vô kiệt mà vì ta tội lớn nên bán thân không có người mua lúc ấy trời đế thích nghĩ rằng tát đà bao lần mến pháp nên tự bán thân mình vì bát nhã ba la mật nên muốn cúng dường bồ tát đàm vô kiệt ta sẽ thử xem để biết thiện nam tử ấy thực sự do tầm mến pháp nên xả bỏ thân chăng bấy giờ trời đi thích hóa làm người bà la môn đi gần bên tát đà ba luân hỏi rằng này anh thiện nam tử vì cớ gì mà khóc lóc nhan sắc tiểu tụy đứng ở một bên đáp rằng này bà la môn tôi kính yêu pháp nên tự bán thân vì bát nhã ba la mật nên muốn cúng dường của tát đà vô kiệt này tôi bán thân mà không có người mua nên tôi tự nghĩ do mình phước mỏng nên muốn bán thân để cúng dường bát nhã ba la mật và bồ tát đàm vô kiệt mà không có người mua. Khi ấy bà la môn nói với tát đà ba lôn rằng này thiện nam tử, ta không cần ngươi, ta muốn tế trời nên chỉ cần tim người, máu người, tủy người, ông có thể bán cho ta chăng? Bây giờ Tát Đà Ba Luân nghĩ rằng ta được lợi lớn, ta được lợi lớn bậc nhất. Ta này vì đầy đủ bát nhã ba la mật và sức phương tiện, được bán tim, máu và tủy. Khi ấy tấm rất hoan hỉ, vui vẻ, không lo âu, đem tâm nhu hòa nói với bà La Môn rằng, điều ông cần dùng tôi đều chấp thuận. Bà La Môn nói, ông cần giá bao nhiêu, đã tùy ý ông trả tức thời tát đà ba luân tay phải cầm dao bén chặt cánh tay trái chảy máu cắt thịt bắp vế phải lại muốn phá xương lấy tủy khi ấy có một người con gái của vị trưởng giả ở trên các cao trông thấy tát đà ba luân tự các thân thể không tiếc mạng sống nghĩ rằng thiện nam tử ấy vì nhân duyên gì mà làm khốn khổ thân mình như vậy ta thử đến hỏi xem Người con gái của vị trưởng giả liền xuống lầu đi đến chỗ tát đả ba luân hỏi rằng anh vì nhân duyên gì làm khốn khổ thân như vậy? Anh lấy tim máu tủy ấy để làm gì? Tát đả ba luân đáp bán cho bà La Môn vì cầu bát nhã ba la mật nên cúng dường Bồ Tát đảm vô kiệt. Người con gái của vị trưởng giả nói Này thiện nam tử vì việc bán thân ấy mà muốn tự đem tim máu tủy của mình ra để cúng dường Bồ Tát đảm vô kiệt thời được công đức lợi lạc gì? Bồ Tát Đà Ba Luân nói, này thiện nữ nhân vì Bồ Tát Đàm Vô Kiệt khéo học bát nhã ba la mật và sức phương tiện sẽ nói cho tôi việc nên làm của Bồ Tát, việc hành đạo của Bồ Tát, tôi học pháp ấy, học đạo ấy. Khi được vô thượng tránh đẳng tránh giác, thời vì chúng sinh làm chỗ nương tượng, sẽ được thân kim sắc có 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy hình, hào quang một trưởng, sáng vô lượng, đại tử đại bi, đại hỷ đại xả. Bốn điều không sợ, mời được của Phật bốn trí không ngại, mười tám pháp không chung, sáu thần thông và giới thanh tịnh, thiền tịnh trí tuệ, không thể nghĩ nghỉ được vô thượng tránh đẳng tránh giác, được thấy biết không ngại đối với các pháp, đem pháp bảo vô thượng mà phân bố cho hết thảy chúng sinh, có công đức là ít như vậy, tôi sẽ theo nơi Bồ Tát ấy mà được. Khi ấy người con gái trưởng giả nghe Phật Pháp thượng diệu thoải tâm rất vui mừng Kinh hãi dựng đứng lông tóc tán thán Tát đà ba luân rằng Thưa thiện nam tử thật hiếm có Những điều ông nói vi diệu khó gặp Vì mỗi mỗi Pháp ấy Nên xả bỏ thân mạng như số cát sông hằng Vì sao? Vì như lời ông nói thật vi diệu Thừa thiện nam tử, nay ông cần gì tôi sẽ cho hết. Nào là vàng bạc chân châu, lưu ly, li, pha lê, san hô, hổ phách, các vật chân báu, và hoa hương anh lạc hương xoa hương đốt pháp lọc y phục kỹ nhạc các đồ cúng dường để cúng dường bát nhã ba la mật và bồ tát đàm vô kiệt thưa thiện nam tử chớ tự làm khốn khổ thân mình nữa tôi cũng muốn đi đến chỗ bồ tát đàm vô kiệt cùng với ông giao chồng can lành vì được pháp vi diệu như vậy như lời ông nói bấy giờ trời đấy thích liền biến trở lại thân cũ mà tán tháng tát đà ba luân rằng lành thay lành thay thiện nam tử Ông kiên trì chấp nhận việc ấy mà tâm không lay động. Chư Phật quá khứ khi hành đạo Bồ Tát cũng cầu bát nhã ba la mật và sức phương tiện như vậy mà được vô thượng tránh đẳng tránh giác. Tôi thật không cần dùng tim người, máu tủy người mà chỉ đến thử cho biết thôi. Ông ước nguyện điều gì tôi sẽ cho hết. Tát đà bao luân đáp, hãy cho tôi vô thượng tránh đẳng tránh giác. Trời đế thích nói việc ấy chẳng phải sức tôi làm được, đó là cảnh giới của chư Phật. Nếu cần cúng dường hãy yêu cầu việc khác. Tát Đà Ba Luân nói, ông nếu đối với vô thường tránh đẳng tránh giác không có sức, thời ông chắc thấy sự cúng dường của tôi, nên hãy làm cho thân tôi bình phục như cũ. Thần Tát Đà Ba Luân liền bình phục, không có thương tích như cũ không khác. Trời đầy thích giúp cho ước nguyện xong, bỗng nhiên không hiện. Bây giờ người con gái của vị trưởng giả nói với Tát Đà Ba Luân rằng, Thưa thiện nam tử hãy đến nhà tôi, có cần dùng gì, tôi xin cha mẹ tôi đều cho hết. Tôi cũng sẽ tự giã cha mẹ tôi và cùng những người hầu hạ đi với ông đến cúng dường Bồ Tát Đàm Vô Kiệt để cầu đạo. Tức thời Tát Đà Ba Luân cùng với người con gái của vị trưởng giả đi đến nhà cô ấy đứng ở ngoài cửa. Người con gái của trưởng giả thưa với cha mẹ cho con các thứ hương hoa anh lạc, hương xòa hương đốt phan lọc y phục vàng bạc lưu ly li, pha lê, chân châu san hô hổ phách, các đồ kỹ nhà cúng dường cũng cho phép chín con và 500 người hầu gái đã hầu hạ trước đây đi cùng tát Đà bao luân đến chỗ bồ tát đàm vô kiệt để cúng dường bát nhã ba la mật bồ tát đàm vô kiệt sẽ thuyết pháp cho chúng con chúng con sẽ thực hành đúng như pháp sẽ được đầy đủ các phật pháp cha mẹ của cô gái nói rằng bồ tát tát đà ba luân là người nào cô gái đáp người ấy đang ở ngoài cửa người ấy vì tâm sâu xa có vô thượng tránh đẳng tránh giác muốn độ thoát chúng sinh khỏi khổ sinh tử người ấy vị pháp nên tự bán thân mình để cúng dường bát nhã ba la mật bát nhã ba la mật là đạo của bồ tát tu học vì cúng dường bát nhã ba la mật và cúng dường bồ tát đàm vô kiệt nên người ấy ở giữa chợ cất lớn tiếng rằng ai cần người ai muốn mua người người ấy muốn bán thân mà không có người mua nên đứng ở bên đường yêu sầu khóc lóc bây giờ trời đế thích hóa làm bà la môn đi đến muốn thử lòng hỏi rằng này thiện nam tử, vì cứ gì mà yêu sầu khóc lóc, đứng ở bên đường vậy? Đáp, này bà La Môn, tôi muốn bán thân để cúng dường bát nhã ba la mật và bồ tát đàm vô kiệt. Xong vì tôi phước mỏng nên bán thân không có người mua, bà La Môn nói với thiện nam tử rằng, ta không cần người, ta muốn tế trời nên cần tim người, máu người, tủy người, ông có thể bán chăng? Khi ấy thiện nam tử không còn yêu sầu, tâm rất nhu hòa vui vẻ, nói với bà La Môn rằng, nếu ông cần thiết ta liền cho hết Bà làm muốn nói ông cần giá bao nhiêu Đáp tùy ý ông trả Tức thời thiện nam tử ấy Tay phải cầm dao bén chặt cánh tay trái ra máu các thịt bắp vế phải lại muốn phá xước lấy tủy, con ở trên gác xa thấy việc ấy. bấy giờ con liền nghĩ, người ấy vì cớ gì mà làm khốn khổ thân mình như vậy, ta thử đến hỏi xem. Con liền xuống lầu đi đến hỏi. Này thiện nam tử vì nhân duyên gì mà ông tự làm khốn khổ thân mình như vậy? Thiện nam tử ấy đáp lại con rằng Này chị, tôi vì cầu Pháp nên muốn cúng dường bát nhã ba la mật và người thuyết Pháp là Bồ Tát Đàm Vô Kiệt nhưng tôi nghèo cùng không có của cải, không có vàng bạc lưu ly xa cử mã não, xa hô hổ phách, pha lê chân châu, hoa hương kỹ nhạc. Này chị, tôi vì muốn cúng dường Pháp nên tự bá thân mình. Này đây gặp được người mua, cần tim người, móng người, tùy người, tôi cần được giá để cúng dường bát nhã ba la mật và người thuyết pháp là bồ tát đàm vô kiệt Còn hỏi người con trai ấy Này ông tự bán tim máu tủy của mình để cúng dường bồ tát đàm vô kiệt thời được công đức gì thể nam tử ấy đáp bồ tát đàm vô kiệt sẽ vì tôi nói bát nhã ba la mật và sức phương tiện đó là đạo bồ tát nên học bồ tát nên làm bồ tát nên thực hành tôi sẽ học đạo ấy được vô thượng tránh thẳng tránh giác làm chỗ nương tựa cho chúng sinh, tôi sẽ được thân kim sắc đủ 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy hình, hào quang một trượng, ánh sáng vô lượng, đại tử đại bi, đại hỷ, đại xả, bốn điều không sợ, bốn trí không ngại, mười lực của Phật, 18 pháp không chung, sáu thần thông, giới thanh tịnh, thể định trí tuệ không thể nghĩ nghỉ được vô thượng tránh đẳng tránh giác thấy biết hết thảy không ngại đối với các pháp đem pháp báo vô thượng phân bố cho chúng sinh pháp lớn vi diệu như vậy tôi sẽ đem bồ tát đạt vô kiệt mà có được Tôi sẽ theo Bồ Tát Đa Vô Kiệt mà có được Còn nghe công đức vi diệu không thể nghĩ nghỉ của chư Phật Và nghe nguyện lớn của Tát Đà Ba Luân như vậy Nên tầm còn vui mừng nghĩ rằng Nguyện lớn vi diệu thanh tịnh ấy thật hiếm có Cho đến vì mỗi mỗi pháp như vậy Mà xả bỏ thân mạng như số cát sông hằng Thể nam tử ấy Vì pháp mà có thể chịu khổ hạnh Là việc khó làm là không tiếc thân mạng Còn có nhiều châu báu cớ gì không phát nguyện trên cầu pháp như vậy mà cúng dường bát nhã ba la mật và bồ tát đàm vô kiệt còn suy nghĩ như vậy rồi nói với bồ tát tát đà ba luân rằng này ông thiện nam tử chớ làm khốn khổ thân mình nữa tôi sẽ thưa với bố mẹ tôi cho ông nhiều vàng bạc lưu ly li, xa cử mã não san hô hổ phách pha lê chân châu hoa hương chuỗi anh lạc hương xoa hương bột y phục phát lọng cùng các đồ kỹ nhạc để cúng dường bát nhã ba la mật và người thuyết pháp là bồ tát đàm vô kiệt Tôi cũng xin bố mẹ thêm các người hầu cùng tôi đi đến cúng dường người thuyết Pháp là Bồ Tát Đàm Vô Kiệt, cùng tôi giao chồng căn lành, vì để được Pháp thanh tịnh ấy như lời nói. Bố mẹ này hãy cho con 500 người hầu trước đã cung cấp hầu hạ con, cũng cho phép con đem các hương hoa anh lạc, hương bột, hương xoa y phục, phát lọc, kỹ nhạc, vàng bạc lưu ly đồ cúng dường, cùng với tát đả ba luân đi đến cúng dường bát nhã ba la mật, và người thuyết pháp là Bồ Tát Đàm Phu Kiệt vì để được pháp Phật thanh tịnh vi diệu như vậy. Bấy giờ cha mẹ bảo với con gái rằng điều con ca tụng thật là hiếm có, khó có ai sánh kịp. Nói rằng thiện nam tử ấy siêng năng vị pháp rất ưa vui pháp và các Phật Pháp không thể nghĩ nghỉ là tối thượng bậc nhất giữa hết thảy thế gian, là nhân duyên vui mừng cho hết thảy chúng sinh. Thiện Nam Tử ấy vị Pháp nên tràng nghiêm lớn, cha mẹ cho phép con đi đến gặp Bồ Tát Đàm Vô Kiệt để gần gũi cúng dường. Còn phát tâm lớn vì Phật Pháp nên tinh tấn như vậy, thấy cha mẹ làm sao không tùy hỷ được. Cô gái ấy vì cúng dường Bồ Tát Đàm Vô Kiệt nên được cha mẹ cho phép trả lời cha mẹ rằng cha mẹ cũng tùy hỷ tâm nguyện ấy, chúng con chọn không làm bất nhân duyên pháp thiện của cha mẹ. Khi ấy người con gái của vị trưởng giả trang hoàng 500 cỗ xe bảy báu, tự thân mình cùng các người hầu gái đem các vật báu cúng dường các loại hoa sinh dưới nước, sinh trên đất và vàng bạc hoa báu, áo báu, đủ màu, hương thơm, hương già, hương nước, anh Lạng và các mùi vị ăn uống cùng với Bồ Tát Tát Đà Ba Luân và 500 người hầu gái mỗi người cưỡi một xe vây quanh cùng kính, dần dần đi về phương đông, thấy thành trúng hương tra nghiêm bằng bảy báu, ao à bảy báu bao quanh bảy lớp, hàng cây bảy báu cũng đều bảy lớp thành kia ngang dọc 12 do tuần giàu vui yên lặng thật là vui vẻ nhân dân thịnh vượng trăm làng chợ đường ngõ ngang nhau đoàn nghiệp như bức họa cầu đỏ như đất rộng rãi trong sạch từ xa trông thấy thành chúng hương khi vào trong thành thấy bồ tát đàm vô kiệt ngồi trên tòa ở đài cao thuyết pháp có vô lượng trăm ngàn vạn ước chúng cung kính vây quanh tát đà ba luân khi thấy bồ tát đàm vô kiệt tâm rất vui mừng Thí như tỷ kheo khi vào thiền thứ ba, nhiếp tâm yên ổn, thấy rồi nghĩ rằng, theo lẽ chúng ta không nên cưỡi xe đi đến chỗ Bồ Tát Đàm Vô Kiệt, nghĩa rồi xuống xe đi bộ đến. Người con gái của vị trưởng già và 500 người hầu cũng đều xuống xe, Tát Đàm Ba Luân cùng với người con gái của vị trưởng già và 500 người hậu gái đủ các báu đẹp đẽ cung kính vây quanh cùng đi đến, đến chỗ Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Bây giờ Bồ Tát Đàm Vô Kiệt có đài bảy báu có hương trên đàn, xin ở núi xích nghiêu đầu để trang nghiêm, có lưới chân châu tre trên đài, bốn góc, đều treo ngọc báu mani để làm đẹp sáng, và có lò hương bốn báu, thường đốt hương thơm có tiếng để cúng dường bát nhã ba la mật. Trong đài có giường lớn bảy báu, giường nhỏ bốn báu trải trồng trên đó. Lấy là vàng dòng che bát nhã ba la mật đặt trên giường nhỏ và các thứ phan lọc trang nghiêm che lên trên. Tát Đà ba luân và các cô gái thấy đại báo trang nghiêm và thấy trời đế thích cùng với trăm ngàn vạn chư thiên lấy hoa mạng đá la trời, bột hương trên đàn, mài châu báu, thành từng mạc nhỏ để dài trên đài, đánh kỹ nhạc trời ở giữa hư không làm vui đài ấy. Bây giờ Tát đá ba luân hỏi trời đế thích rằng, Thưa kiểu thi ca, vì nhân duyên gì mà ông cùng với vô lượng trăm ngàn vạn chư thiên lấy hoa mạn đá la trời? bổ thương trên đàn mà châu báu thành tường mạc nhỏ để giả lên trên đài đánh kỹ nhạc trời ở giữa hư không để làm vui đài ấy trời đế thích đáp này thiện nam tử không biết ư đây là bát nhã ba la mật lớn là mẹ của các bồ tát lớn có thể sinh ra chư phật và nắm giữ các bồ tát bồ tát học bát nhã ba la mật ấy thời thành tựu tất cả công đức được trí nhất thiết chủng của chư phật khi ấy tát đà ba luôn rất vui mừng hoan hỷ hỏi trời đế thích rằng Thưa Kiểu Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của các Bồ Tát hay sinh ra chư Phật và nắm giữ Bồ Tát. Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật ấy thời thành tựu hết thảy công đức được trí nhất thiết chủ của Phật hay ở chỗ nào? Trời đế thích đáp, này thiện nam tử, trong đài ấy có giường lớn bảy báu, giường nhỏ bốn báu trải trồng chết ấy, dùng lá vàng dòng chép bát nhã ba la mật để trên giường nhỏ Do Bồ Tát Đàm Vô Kiệt lấy ấn bảy báu ấn vào nên chúng tôi không thể mở ra để chỉ bày cho ông. Khi ấy, Tát Đàm Ba Luân cùng với người con gái của vị trưởng giả và 500 người hầu gái lấy đồ cúng dường, hương hòa chuỗi anh lạc phan lọng chia làm hai phần, một phần cúng dường bát nhã ba la mật, một phần cúng dường Bồ Tát Đàm Vô Kiệt ngồi trên pháp tòa. Bấy giờ tát đà Ba Luân cùng với 500 người nữ, đem hưởng hòa chuỗi an lạc, phan lọng kỹ nhạc, các châu báu cúng dường bát nhã ba la mật xong, sau đó đến chỗ Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Đến rồi trông thấy Đàm Vô Kiệt ngồi trên pháp tòa, bẻ đem hương hoa anh lạc, hương giã, hương nước, vàng bạc, hòa báu, phan lọng, áo báu giả lên trên ấy vì pháp đến cúng dường. Khi ấy, hoa hương áo báu ở giữa hư không phía trên Bồ Tát Đảng Vô Kiệt biến thành đài hoa. Bột hương trên đàn, mảnh báu vàng bạc hoa báu biến thành trướng báu. Trên màn báu, các áo báu biến làm lọng báu. Bốn phía lọng báu treo các phàn báu. Tát Đá Ba Luân và các cô gái thấy sự biến hóa của Đảng Vô Kiệt, thời rất vui mừng, nghĩ rằng chưa từng có. Không ngờ Đại sư Đảng Vô Kiệt có thần lực và uy đức như vậy. Khi hành đạo Bồ Tát còn có sức thần thông như thế, vướng gì kia được vô thượng tránh đẳng tránh giác bấy giờ người con gái của vị trưởng giả và 500 người hầu gái lòng tin trong sạch cung kính đàm vô kiệt mà đều phát tâm vô thượng tránh đẳng tránh giác nguyện rằng như đàm vô kiệt được phát bồ tát sâu xa vi diệu như đàm vô kiệt cúng dường bát nhã ba la mật như đàm vô kiệt ở giữa đại chúng dễ nói phổ bày bát nhã ba la mật như đàm vô kiệt được bát nhã ba la mật và sức phương tiện, thành tựu thần thông được tự tại đối với việc của Bồ Tát, thở chúng con đây cũng sẽ như vậy. Khi ấy tát đá ba luân và 500 người hầu gái, dùng hương hoa vật báu cúng dường bát nhã ba la mật và đàm vô kiệt xong, đầu mặt cuối lễ đàm vô kiệt rồi chắp tay cung kính đứng một bên thưa với đàm vô kiệt rằng, còn vốn khi cầu bát nhã ba la mật, ở chỗ núi rừng trống vắng nghe giữa hư không có tiếng nói rằng, này thiện nam tử, ông nên đi về phương đông, sẽ được nghe bát nhã ba la mật. Còn đánh thọ lời ấy liền đi về phương đông, đi chưa bao lâu, nghĩ rằng cớ ra con không hỏi tiếng nói giữa hư không rằng con sẽ đi đến chỗ nào, đi xa hay gần, sẽ theo ai nghe. Khi ấy con thật yêu sầu mà khóc lóc, ở chỗ ấy bảy ngày bảy đêm yêu sầu cho đến không nghĩ đến ăn uống, chỉ nghĩ đến lúc nào con sẽ được nghe bát nhã ba la mật. Con yêu sầu như vậy, một lòng nghĩ tới bát nhã ba la mật Thầy bỗng thấy thân Phật hiện ra giữa hư không nói với con rằng Này thiện nam tử, con có ước nguyện lớn, tâm tinh tấn lớn, chớ buông bỏ ước nguyện lớn ấy, tâm tinh tấn lớn ấy. Ông cứ đi về phương đông, cách năm trăm do tuần có thành tên là Chúng Hương, trong đó có vị Bồ Tát tên là Đà Vô Kiệt, để chỗ người ấy sẽ được nghe bát nhã ba la mật. Bồ Tát ấy đời đời là thiện tri thức của ông thường ủng hộ ông. Còn theo Phật thọ giáo xong, liền đi về phương Đông không nghĩ đến chuyện khác, chỉ nghĩ đến khi nào con sẽ thấy Bồ Tát đà vô kiệt, Về con thuyết bát nhã ba la mật. Bây giờ đang ở giữa đường con được trí thấy không ngại, đối với hết thảy pháp, quán các pháp tính được các tam muội hiện ra trước mắt, chú hút trong các tam muội ấy thấy mười phương vô lượng vô số chư Phật nói bát nhã ba la mật. Chư Phật khen con rằng, lành thay lành thay thiện nam tử ta xưa khi có bát nhã ba la mật được các tam muội cũng giống như ông ngày nay được tam muội ấy rồi thầy khắp được phật pháp khi phật vì con thuyết pháp an ủi con rồi bỗng nhiên không hiện con tử tam muội dậy nghĩ rằng chư phật từ đâu đến và đi đến đâu còn vì không thấy chư phật nên rất yêu sầu lại nghĩ rằng Bồ Tát Đàm Vô Kiệt cúng dường Phật trước, giao trọng căn lành, hành bát nhã, ba la mật sâu xa, khéo biết sức phương tiện đối với đạo Bồ Tát được tự tại, là thiện tri thức của ta, thủ hộ cho ta. Ta sẽ hỏi Đàm Vô Kiệt việc ấy, chư Phật từ đâu đến và đi đến đâu? Con này xin hỏi Đại sư, chư Phật từ đâu đến và đi đến đâu? Nguyện Đại sư vì con nói rõ chư Phật từ đâu đến và đi đến đâu, khiến con được biết, biết rồi con cũng thường không xa lìa thấy Phật luận tát đà ba luân khát ngưỡng muốn nghe bát nhã Để thấy mười phương chư phật vì đại chúng thuyết pháp thời tầm rất hoan hỷ được mãn ý nguyện chư phật vì thấy sức tin của người đó bền chắc tinh tấn chịu khó nhọc nên an ủi tâm người đó khen rằng lành thay ta xưa khi mới hành đạo bồ tát cầu bát nhã cũng như ông hôm nay ông chớ yêu sầu mà tự cho mình phương mỏng khi ấy tát đà ba luân thật được sức các ta muội tâm ông ấy đắm sâu thế nên chư phật dạy rằng hãy tìm thật tính các tam muội thời không thể thật thể thời không thấy thật thể cũng không thấy người vào tam muội và ra tam muội vì chúng sinh không pháp không chư phật lượt nói cho tướng bát nhã ba la mật không nghĩ rằng có pháp ấy nghĩa là hết thầy pháp không có tướng nên không thể nghĩ tướng hay chấp trước chúng ta ở trong pháp vô niệm ấy có thể đầy đủ sáu ba la mật vì sáu ba la mật đầy đủ nên đừng thân kim giác như trong kỳ này nói chư phật giáo hóa vì lợi ích vui mừng mà an ủi an ủi tâm bồ tát ấy hỏi trên kệ hóa phật đã nói cho biết rằng đàm vô kiệt đòi đòi là thiện tri thức của ông cớ sao nay còn hỏi ai là thiện tri thức của con đáp vì phật dạy đối với thiện tri thức hãy ái niệm cung kính gấp bội lại vì muốn ở chỗ mười phương phật mà nghe công đức của đàm vô kiệt vì muốn làm cho lòng tin mình bền chắc nên không nghi mà vẫn hỏi. Mười phương Phật đáp như trong kinh đề nói, tất đà bao lân là người có nhân duyên được đạp vô kiệt hóa độ, nên được chư Phật giúp đỡ chỉ bày, hoặc được các Bồ Tát giúp đỡ. Vì người đáng được Phật độ nên khiến đi đến chỗ Phật. Hỏi, trên kia nghe tiếng nói giữa hư không mà không hỏi nên bảy ngày khóc than. Này không thấy mười phương Phật cớ sao không yêu sầu mà lại cầu thấy Phật. Chỉ muốn đến chỗ đàm vô kiệt hỏi việc Phật đến Phật đi. Đáp, tất đà bao luân khi trước chỉ có mắt thịt chưa được tam muội. song vì tâm sâu xa tìm đắm thiện pháp nên rất khóc than. Này được các sức tam muội lại thấy mười phương chư Phật các phiền não mỏng ít. Tâm đám trước đã xa lìa nên một lòng nghĩ rằng lúc nào ta sẽ thấy Bồ Tát Đàm vô kiệt. Hỏi, nếu Tát Đà Ba Luân được sức tạm muội cớ gì không trở lại vào tam muội để hỏi mười phương chư Phật từ đâu đến và đi đến đâu, mà lại muốn thấy Đàm vô kiệt để hỏi? Đã, mười phương Phật cũng dùng mỗi mỗi nhân duyên khai ngợi Đàm vô kiệt là đợi đợi làm thầy ông, thế nên muốn hỏi Đàm vô kiệt. Khi ấy, Tát Đà Ba Luân nghĩ rằng, Đám vô kiệt là nhân duyên đời trước của ta, thế nên sinh tâm cung kính tôn trọng, do có công đức lớn nên tôn trọng, vì là nhân duyên đời trước nên cung kính ái mộ. Hỏi, trước nói hết tất đà bao luận không quá đám việc thế gian mà thật yêu bác nhã ba lang bản nên yêu sầu khóc than, nay cứ gì tự chê mình nghèo cùng không có gì để cúng dường, chỉ đem tâm đi theo thầy, ấy cũng là pháp cúng dường, cần gì phải dùng hương hoa. Đáp, Pháp cúng dường tuy cao thượng, sau chúng sinh ở thế gian thấy từ xa đi đến cầu Pháp mà hại tay không có gì. Thầy tâm không hoan hỉ, vì theo Pháp thế gian nên tìm Phật cúng dường. Lại nữa, nằm bà La Mật là trợ giúp bát nhã bà La Mật. Trong Pháp trợ giúp, bố thí là đứng đầu, tác đà ba đơn suy nghĩ. ta được dụng phước tôn trọng là Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Hãy lấy Pháp trợ đạo căn bản cúng dường. Cũng muốn vị phát khởi tâm hoan hỷ của đại chúng rằng Tát Đà Ba Luân là người trí, người lành, nghèo cùng mà còn có thể cúng dường uống nữa là chúng ta, lại nữa khi thực hành các Pháp lành, mà khi suy nghĩ ý vị của nó khác nhau. Tát Đà Ba Luân muốn thực hành ý vị bố thí nên tìm Phật cúng dường. Hỏi Tát Đà Ba Luân là Bồ Tát lớn, có thể thấy mười phương Phật, lại được các ta muội sâu xa, cớ gì bị nghèo cùng? Đã có người nói vị ấy bỏ nhà cổ Phật đạo, Tuy sinh trong nhà giàu mà xóm làng cách xa nên đi một mình mà không mang theo tài vật. Có người nói tuy là đại nhân nhưng vì tội nhỏ của đời trước nên sinh vào nhà nghèo cùng. Có người tuy là tiểu nhân nhưng do chút ít nhân duyên đời trước nên sinh vào nhà giàu. Như Tô Đà Di, Mi Tha, vân vân là người được chư tiên cúng dường mà sinh vào tiểu gia. Nghèo là hai, một là nghèo của, hai là nghèo công đức của Pháp. Nghèo công đức của Pháp là cái nghèo rất lớn, đáng hổ thẹn. Nghèo của người tốt cũng có, nghèo pháp người tốt không có. Không có hương hoa là không có hoa báu thượng diệu, lại vì ít nên nói không có. Ta, nếu tay không mà đến, thầy tuy không cần vật cúng, nhưng tâm ta không được vui, vì thế nên muốn bán thân. Hỏi, nếu bán thân mình cho người khác, thầy ai đem vật ấy đến cúng dường thầy? đáp xả bỏ thân tức là cúng dường lớn dù có đi đến hay không đi đến không đáng kể có người nói người ấy bán thân lấy ý của nhân nơi thần người để cúng dường ta vì cúng dường mà bán thân làm nô tỳ lại có người nói lúc bấy giờ nhằm đời tốt đẹp mọi người đều biết pháp tùy tự bán thân mà người mua chắc chắn có thể nghe nói để cúng dường mà trả lại lại nữa người ấy phát tâm sâu xa muốn thực hành bố thí để vì cúng dường phát và pháp sư mà không có vật bên ngoài chỉ có thân mình là vật bên trong nên bán vật bên trong đối với các vật trong ngoài vật trong là nặng mến tiếc rất sâu vì muốn không phát hạnh nguyện bố thí nên bán thân để cúng dường trong kinh đầy nói nhân duyên không hối hận ta đẩy đại mất mạng nhiều vô số mà chưa được vì pháp thanh tịnh nên này vì cúng dường người thuyết pháp mà bỏ thân này thời được lợi ích phật pháp rất lớn Tát Đà Ba Luân định tâm rất ý nghĩ tham tiết thân, ở giữa đường đi vào một thành lớn muốn bán cho người mua tùy ý sử dụng. Nhất tâm muốn bán thân bị trừ khổ thẹn, phá kêu mạng nên sướng to rằng, ai cần người, hỏi, ác ma cớ gì muốn phá hoại ý nghĩ của người ấy, đáp mà thường là oan gia của chư phật và bồ tát nên muốn đến phá lại nữa các bồ tát nhỏ chưa được thật tướng các pháp nên ma và người ác có thể phá nếu được vô sinh pháp nhẫn chú trong sức thần thông của bồ tát thầy không ai phá nổi như trồng cây nhỏ thời trẻ con phá được cây lớn thời không thể phá lại nữa trong đây tự nói nhân duyên ma phá rằng Tát Đà Ba Luân yêu kính Pháp nên tự bán thân để cúng dường Bát Nhã Ba La Mật và Bồ Tát Thuyết Pháp. Sẽ được hỏi ngày Bát Nhã Ba La Mật nói rộng như trong kinh này. Hỏi, nếu mà muốn phá Tát Đà Ba Luân, phải nên trước tiên đi đến nghe giữa hư không có tiếng. Và khi thấy mười phương Phật cớ gì không phá hoại, mà nay mới ngăn che các bà La Môn cư sĩ khiến không nghe được tiếng giao bán, Đáp tác đã đá Ba Luân lúc trước tâm chưa định nên còn tiếc thân. Khi thấy mười phương Phật và được các tam muội thời tâm kia mới định, nay tướng định tâm hiện ra nên mà kinh sợ. Nếu Bồ Tát tâm chưa định, thời chưa thể động đến ma. Nếu Bồ Tát tâm đã định, thầy ma cũng không đến được. Tát Đà Ba Luân nay muốn định tâm thoát ra khỏi cảnh giới của ma, nên ma đi đến. Thí như người mắc nợ chưa muốn đi xa, chủ nợ không ngăn cản khi muốn ra khỏi danh giới thời chủ nợ không để cho đi. Hỏi ma có sức lớn vì cớ gì không giết Bồ Tát ấy mà chỉ phá hoại? Đáp, ma vốn không canh tị mạng sống của người ấy, chỉ ghét tâm lạc Phật kia, thế nên muốn phá. Lại pháp của các thiên thần đối với người, không có tội nặng, thời không thể giết cản, chỉ có thể phá loạn, khủng bố. Nếu thiên thần không có khuôn phép ấy, thời người không có ai được sống, thế nên không giết sinh vào dòng bà la môn vì thọ giới nên gọi là bà la môn ngoài ra gọi chung là cư sĩ cư sĩ là chỉ cho ông chủ ở nhà chẳng phải cư sĩ trong bốn giai cấp ngoại trừ người con gái trường giả do người ấy vì phật đạo mà đời đời chứa nhóm công đức nên ma không thể ngăn che lại có người nói tát đà ba luân không đáng chết nên khiến một người con gái nghe tiếng giao bán có người nói Nhờ thần lực của đám vô kiệt nên khiến người con gái của vị trưởng giả nghe tiếng giao bán. Giao bán như vậy ba lần không có người mua nên rất yếu sầu. Hỏi, tát đà ba luân đã không tiếc thân, thời tuy không có ai mua, cũng không nên yêu sầu. Đáp đã phát tâm lớn mà không được mãn nguyện thế nên rất sầu. Chả để thích nghĩ rằng tát đà ba luân muốn bán thân mà không có ai mua nói rộng như trong kinh đây hỏi trời đế thích có sức biết tâm người khác do quả báo được nên biết tâm tác đà bao luân đã quyết định cớ gì nay đi đến thử đáp trừ thiền chỉ biết tâm người thế gian còn tâm làm phật không làm phật thoái không thể biết được trừ phật không có ai biết được người ấy vì phật đạo nên thọ ký cho lại nữa trời đế thích muốn được dẫn đường nhiều người cho nên đến thử ai nghe thấy cũng đều phát tâm cầu làm phật lại như các báu vàng bạc không vì khinh hè nó mà đốt nấu mài rũa. Bồ Tát cũng như vậy. Nếu có thể các thịt da máu phá xương lấy tùy mà tâm kia bất động ấy là chính định của Bồ Tát, thế nên đế thích đến thử. Hỏi đế thích là thiên phương lớn, cớ gì nói dối rằng đang muốn tế trời, cần dùng tim máu tùy người. Đáp nếu vì phiền não san tham sân giận, muốn cầu tự lợi, mà nói dối như thế thời là tội. Xong nếu trời đế thích đem thân thật lời thật ra thử thầy bồ tát không tin thế nên như phép của nước người ấy cần tế trời vì người ấy tin thọ như vậy khi ấy tác đã bao luôn rất hoan hỉ nói rằng ta được lợi lớn lợi lớn là được địa vị không thoái chuyển còn lại bậc nhất là phật đạo lợi lớn là năm ba la mật lại bậc nhất là bát nhã ba la mật lợi lớn là bát nhã ba la mật lại bậc nhất là sức phương tiện của bát nhã ba la mật Lợi lớn là sơ địa Bồ Tát, lợi bậc nhất là thập địa. Lợi lớn là từ sơ địa đến thập địa, lợi bậc nhất là địa thứ 10. Lợi lớn là Bồ Tát địa, lợi bậc nhất là Phật địa, phân biệt như vậy. Tuy chưa đầy đủ nhưng đã là nhân duyên đầy đủ, thế nên nói là đầy đủ. Hỏi, nếu trời đế thích hóa thần đi đến, có gì hỏi, ông cần giá bao nhiêu? Đáp, vì biết người kia muốn cúng dường đà vô kiệt nên muốn làm mãn nguyện người đó lại trời đấy thích làm khốn khổ tát đà ba luân sợ ông ấy đòi nhiều nên hỏi cần giá bao nhiêu tùy ý ông trả cho tôi là nói rằng theo ý ông nên trả cho tôi trường nào mà đối với ông không tham tiếc nhiều không gây ra hối hận tát đà ba luân không có thế lực nên không thể bảo hạng trên đà la mà tự mình cầm dao cắt lấy Bà La Môn vì cũng sợ tội nên không cắt lấy, vì thế tát đà bao luân tự cầm dao cắt rẻ thân mình. Hỏi, nếu người con gái trường giả nghe tiếng, cớ sao không đi đến hỏi rằng ông vì sao tự bán thân? Đáp việc bán thân mà chỉ nói xuông thật là việc nhẹ, phá thân lấy tim tùy là việc nặng. Nên con gái của vị trưởng giả phát tâm Người con gái của vị trưởng giả ở trên lầu Từ xa trông thấy người ấy tự cắt xẻ Mà nghĩ rằng hết thảy chúng sinh đều tìm vui sợ khổ tham tiếc thân mình còn tát đà ba luân đại tưởng cắt sẻ thân mình thật là hiếm có lại do nhân duyên phước đức đời trước rất dẫn nên đi đến chỗ kia mà hỏi tát đà ba luân đáp muốn cúng dường bồ tát đà vô kiệt lại hỏi được lợi ích gì đáp được bát nhã ba la mật và chỗ học của bồ tát nên từ nơi tát đà ba luân nghe được tôi học đạo ấy sẽ được làm phật làm chỗ nương dựa cho hết thảy chúng sinh, tí như cây lá rậm dày, thời che mát nhiều, lạ như khi nóng giữa đồng trống được hiệp, mà được gặp ao lớn trong mát để làm cho phát tâm, nên nói công đức hiện tại của Phật là thân kim sắc, 32 tướng, hào quang một trượng, ánh sáng vô lượng. Hào quang một trượng là vì chúng sinh trong đời ác có riêng phủ đẻ trông thấy, chứ ánh sáng thật của chư Phật không có hạn lượng. Đại từ đại bi cho đến ý nghĩa sáu thần thông như trước đã nói, giới thanh tịnh thiền định trí tuệ không thể nghĩ nghỉ như đã nói trong phần giới hoàn định hoàn tuệ hoàn giải thoát hoàn giải thoát tri kiến hoàn của phật được thấy biết hết thảy không ngại đối với các pháp là chư phật có giải thoát không ngại tri kiến tương ương với giải thoát ấy đối với hết thảy pháp không bị trở ngại phân biệt tri và kiến như trước đã nói tất đà ba luận nói tôi được vô lượng công đức phật như vậy Do đem pháp báo vô thượng phân bố cho hết thảy chúng sinh Pháp báo vô thượng là có người nói pháp báo trong và người báo Có người nói 8 vạn 4 ngàn pháp tụ ấy là pháp báo Được pháp bảo ấy nên trừ các phiền não, dứt các khí luận, giải các các khổ Có người nói pháp báo vô thượng tức là vô thượng tránh đẳng tránh giác Không có pháp nào vượt qua hơn nữa Có người nói nết bàn là pháp báo vô thượng Vì sao? Vì hết thảy pháp hữu vi đều hữu thượng như trong A Tỳ Đàm nói hết thảy pháp hữu vi và pháp hư không, chẳng phải số duyên tận gọi là pháp hữu thượng, số duyên tận gọi là pháp vô thượng Số duyên tận tức là tên khác của Niết Bàn, có người nói, đạo Niết Bàn tuy là hữu vi, song vì nó, vì Niết Bàn nên trọng pháp hữu vi nó là vô thượng. Pháp báu trong như vậy phân bố làm ba thừa cho chúng sinh, vô lượng phải pháp như vậy phải theo thầy mới có được nên ta phải xả bỏ cái thân hôi hám bất tị là chú xứ của giả bệnh chết mà vì cúng dường bát nhã ba la mật sẽ được thân phật người con gái của vị trưởng giả đời đầy cúng dường chư phật treo trọng cát lành trí tuệ sáng suốt nghe phật pháp nên tâm ấy vào sâu được pháp hỷ lớn cho đến tâm kinh sợ đến dựng lông nói với tất đà ba luân rằng thật là hiếm có Ông tán thán Pháp rất vi diệu vì mỗi mỗi Pháp ấy nên xả bỏ thân như số cát sông hằng Huống nữa là một thân. Người con gái của vị trưởng giả khi trước không biết nhân duyên gì mà người ấy tự làm khốn khổ thân nên thường xót cho rằng việc làm không đáng. Xong, này nghe vô lượng vô biên phải phát thanh tịnh không gì sánh bằng vì thế mà xứng đáng nên rất hoan hỉ, nói vì Pháp ấy nên xả bỏ thân như số cát sông hằng Cô gái lại nói, ông vì nghèo mà tự làm khốn khổ thân nay có thể ngưng lại. Ông cần dùng gì tôi sẽ cung cấp cho, tôi cũng theo ông mà cầu đạo. Hỏi, Bồ Tát ấy đã tự các xẻ thân thể, làm sao có thể nói nhiều Phật Pháp cho người con gái của vị trường giả? Đáp, Tâm lực của Bồ Tát ấy rất lớn, tuy bị khổ nhọc mà không thể che lấp tâm. Bồ Tát ấy mới cầm dao cắt thịt chảy máu, sắc muốn phá xương lấy tủy thì người con gái trưởng giả đi đến, chưa buồn bực lắm nên có thể thuyết pháp. Trời đấy thích biết tâm người kia chắc chắn thử xong mà không nói gì nữa, liền biến trở lại thân cũ khen ngợi rằng, lành thay, tâm ông đã kiên quyết, nhận chịu việc ấy. Ý trời đế thích muốn nói như thân xác thịt sinh tử của ông này chưa được Phật đạo mà có thể không tiếc thân như vậy. Thầy ông không bao lâu sẽ đối với hết thảy pháp, không còn vướng mắc gì. Chú trong vô sinh pháp nhẫn mà mong điểm vô thượng tránh đẳng tránh giác, đem trừ Phật quá khứ ra làm chứng và các nhân duyên như vậy để an ủi tâm người ấy. Ta là vua trời, ưa ừ vui Phật đạo, cho nên đi đến thử để muốn biết tâm ông mềm cứng thế nào. Muốn làm cho ông tin nên nói rằng ta cần tim tùy người để tế trời chứ thật ra chẳng cần. Ông có ước mong gì ta sẽ cung cấp cho. Ông là người tốt là giống Phật ta sẽ ủng hộ ông. Tát Đà ba lần tin ngay nên tâm rất nhu nhuyến, rất ham mê Phật đạo mà không phân biệt chúng sinh. Nghe lời đế thích nên liền nói rằng nguyện giúp cho tôi vô thượng tránh đẳng tránh giác. Trời đế thích nói việc ấy giúp tôi không thể làm được đó là cảnh giới của Phật. Lại nữa có người nói Đế thích thật là khối khổ tát đà ba luân Nên nay dùng lời ấy để tạ tội Ý trời đế thích cho rằng Người ấy chỉ cần cỏ vật báu vàng bạc Chứ không biết rằng đã xin vô thượng tránh đẳng tránh giác Đã không cho được nên chỉ biết hổ thẹn mà thôi Lại nói rằng hễ cùng nhau cúng dường Thầy nên ước nguyện đòi thứ khác Ý đế thích nói tôi đã làm khổ ông nhiều nên tôi không được bỏ đi ngay mà phải cúng dường ông. Đã đã bao luân tùy không tiếc thân, song muốn đem thân này cúng dường đả vô kiệt để nghe bát nhã ba la mật nên nói rằng nếu ông không có sức cho tôi vô thượng tránh đẳng tránh giác, thầy hãy làm cho thân thể tôi bình phục như cũ. Trời đế thích nói theo như lời ông, vết thương liền bình phục như cũ không khác. Hỏi trước đã cắt thịt, thầy làm sao làm cho bình phục đầy đủ? Đáp Phật nói có 5 điều không thể nghĩ nghỉ Trong đó việc của rồng làm còn không thể nghĩ nghỉ uống nữa là việc trời làm Lại giữa hư không bụi bặm đầy khắc Trời đế thích nhỏ phước đức nên hễ sinh tâm là có thể hòa hợp đầy đủ thành thân. Như thân trong trừ thiền và địa ngục chẳng phải là thân sinh ra bằng bảo thai, do nhân duyên của tội phước mà hòa hợp có thân. Khi ấy trời đế thích biết tâm người kia kiên cố nên làm cho mãn nguyện rồi để biến mất. Bây giờ tắt đá ba luân tội nhỏ của đời trước đã sạch hết. Phước đức sáng suốt đầy đủ, thế nên người con gái của vị trưởng giả đem về nhà. Có cần dùng gì đều xin cha mẹ cho, như trong kinh này nói rộng. Hỏi, cô gái ấy trước nói, ông cần vật gì hãy hỏi xin ở nơi tôi. Nay có gì lại nói, xin nơi cha mẹ tôi. Đáp, vì này cô gái đã dẫn về đến nhà, và vì tắt đá ba luân mắt đã nhìn vào nhà mà bây giờ từ cha mẹ xin được nên hổ thẹn không xứng với lời trước kia, cho nên cô tự nói trước rằng theo cha mẹ xin cho. Lại cô gái có thể có được của báu song phép của người con gái là phải xin cha mẹ. Cô gái đã vào nhà như lời hứa trước, theo cha mẹ xin cho vì nước kia không có Phật pháp nên cha mẹ mới hỏi con gái ai là Bồ Tát, Tát đã Ba Luân. Người con gái theo như điều đã nghe đã thấy mà nói hết thải việc của Tát Đà Ba Luân với cha mẹ. Này, cha mẹ hãy cho phép con cùng với Tát Đà Ba Luân và 500 người hậu gái đem đồ cúng dường đến cúng dường Bồ Tát Đà Vô Kiệt. Cha mẹ nghe lời kia, đền theo như ý của con gái mình. Hỏi vị trưởng giả giàu sang mà lại có thế lực, cớ sao trước đó không biết Tát Đà Ba Luân, để đến khi nghe nói công đức mới khiến con gái và quyến thuộc, và cho vật báu đem đi đến cúng dường. Đáp trưởng giả cũng gieo chồng cội phúc xong vì ít nhân duyên nên sinh vào nước không có Phật. Khi tạm nghe công đức Phật thời phát khởi tâm thức cũ mà điền khai ngộ cho nên khiến đi. Thế như hoa sen sinh trưởng đầy đủ gặp ánh mặt trời thời nở ra. Cha mẹ biết tâm con gái mình thuần thục không có hạnh bất tịnh giữ gì tiết tháo không mất. Không ưa cái vui thế gian chỉ cầu lợi ích của Phật Pháp mà biết tâm kia trí thiết nên không thể ngăn chặn nếu trái ý con sợ sẽ tự hại suy nghĩ chủ lượng xong hoàn toàn theo ý con mình mà được tự được công đức hoan hỉ khiến đi nhân duyên thế gian do vì đám sâu nên khó mở lòng tham ái sâu xa còn không thể trái huống nữa là con mình vì phản đạo tâm nó thanh tịnh không có nhiễm trước mà không chấp thuận cho sao người con gái thấy cha mẹ vì phát nên cho phép không tiếc vật báu cũng do tâm tùy hỷ mà làm cho tùy hỷ Bây giờ tâm mọi người đã định nên trang hoàng xe bảy báu của mọi người vây quanh, dần dần đi đến phương đông khi ấy năm trăm người con gái thân thuộc và mọi người trong thành thấy việc hiếm có khó sánh kịp nên cũng đều đi theo, mọi người tập hợp vui vẻ đi cùng, khát ngưỡng đến thành trúng hương. Như người khát nước nghĩ tới uống nước dần dần tiến bước lên đường từ xa trông thấy thành chúng hương, cho đến cùng với người con gái của vị trưởng già và 500 người con gái cung kính vây quanh để đi đến chỗ Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Hỏi Đàm Vô Kiệt là vị Bồ Tát lớn, được các Đà La Ni Văn Trì vân vân được hiểu nghĩa bát nhã ba la mật, đã tự đọc tụng thông lợi nhớ nghĩ thọ trì. Còn cần gì đại bảy báu mà chép kinh bát nhã để vào trong đó cúng dường? Đáp, tùy có các nhân duyên lược nói có hải nghĩa, một là tâm hành của chúng sinh không giống nhau hoặc ưa xem quyển kinh hoặc ưa nghe diễn thuyết. Hai, thần đàm vô kiệt là cư sĩ hiện có gia đình thân thuộc. Chúng sinh căn độ hoặc nghĩ rằng đảm vô kiệt ở nhà chắc chắn có nhiễm đắm. Làm sao có thể đem bát nhã rốt giáo thanh tịnh vô cấu mà đảm lợi ích chúng sinh. Tự mình còn chưa không nhiễm đắm. Thật làm sao có thể đem pháp không nhiễm đắm giáo hóa. Vì vậy mà chép văn kinh ấy để vào trên đài bảy báu mà cũng dường các báu hàng trời dòng quỷ thần cũng đều đến cung kính cúng dường hương hoa phan lọc mưa xuống bảy báu chúng sinh trông thấy thời tăng ít lòng tin mà đem pháp ấy chỉ bày truyền dạy lời phật lấy án văn diễn giảng giáo lý khuyến khích phát tâm đổ trang nghiêm tất cả đài báu và nhân duyên tất đả bao luân hỏi trời đế thích như trong kinh này đã nói bài ấn ấn là ấn chân thật của đàm vô kiệt thường tự tay cầm lấy ấn vào kinh có người nói bảy ấn là có bảy thần lớn cầu Phật đạo cầm lại kim cang, thường cung cấp cho Bồ Tát Đàm vô kiệt khiến thủ hộ kinh văn, không để ma và ma dân biến cải tạp loạn vì quý kính bát nhã. Có người chỉ nghe diễn nói mà phát tâm, có người thấy văn tự trang nghiêm mà hoan hỷ phát tâm, nên trang nghiêm đài báu, dùng lá vàng chép và lấy bảy ấn ấn vào. Hỏi trên đài viết chép bát nhã, đàm vô kiệt miệng diễn thuyết bát nhã, Tuy hai nơi đều có, mà nơi viết chép không thể ít lận người, cứ gì trước tiên đi đến đài báo. Đát bát nhã được chép thuộc vào trong pháp báu. Vì sao Phật bảo thứ lớp có pháp bảo, nên trước tiên cúng dường, đàm vô kiệt, một người không thuộc về tăng bảo, nên trước tiên cúng dường pháp bảo. Lại, đàm vô kiệt nói ra tuy là pháp, mà chúng sinh chấp thủ tướng người nói nên phần nhiều sinh tâm đắm trước. Nếu thấy sách bát nhã, thầy không sinh chấp thủ tướng người, tùy chấp thủ tướng khác mà tâm đám trước ít hơn đám trước tướng người thế nên trước tiên cúng dường quyền kinh chư phật còn cúng dường kinh pháp hướng nữa là đàm vô kiệt và tát đà ba luân đàm vô kiệt nhân nơi bát nhã ba la mật nên được cúng dường kinh bát nhã là cái gốc của sở nhân sao không cúng dường trước được thế nên chia đồ cúng dường làm hai phần hỏi đàm vô kiệt có sáu vạn thể nữ cung điện năm dục làm sao có thể có thần lực dùng hoa đã giải khóa làm đài hoa Đáp, có người nói do thần được chư phật mà nhân nơi vật cúng dường của tát đà ba luân lấy làm biến hóa có người nói đàm vô kiệt là vị bồ tát lớn thần do pháp tính sinh song vì độ chúng sinh nên thọ năm dục hỏi phép của bồ tát trước tiền đối với chúng sinh là khỏi tâm bi vì muốn độ chúng sinh hết khổ nên cỏ vô thượng tránh đẳng tránh giác nay chỉ thấy uy đức thần lực của đàm vô kiệt làm sao phát tâm đáp Phát tâm có nhiều cách Có người nghe thuyết pháp mà phát tâm Có người đối với chúng sinh khỏi tử bi mà phát tâm Có người thấy sức thần thông oai đức lớn mà phát tâm Vậy sao dần dần sinh tâm bi lớn Như trong kinh chỉ ấn nói nương ái mà dứt ái, nương kiêu mạn mà dứt kiêu mạng. như người nghe đạo Pháp, vì ái trước Pháp ấy nên bỏ năm dục mà xuất ra, lại như nghe người kia được quả A-la-hán mà sinh tâm cao ngạo rằng người kia đối với ta không hơn mà còn có thể như vậy ta sao không được như thế vì thế nên sinh tâm tinh tấn lớn được đạo a la hán đối với phật đạo cũng như vậy người con gái của vị trưởng già và 500 người hầu gái thường đắm chặt cái vui tự do của thế tục nghe ngày xưa có người do thần lực biến hóa mà đầy đủ vật báu hưởng thọ cái vui trời ở giữa lại người sau thấy đài quán cung điện của đàm vô kiệt ngồi trên pháp tòa lớn, được trời người cúng dường, lại thấy vật cúng dường ở giữa hư không hóa thành đài lớn, tâm rất vui mừng, phát sanh ý tưởng khó gặp. Biết việc ấy đều tự nhân duyên phước đức mà có được, nên phát tâm muốn làm Phật. Nghe người phát tâm tu hành, đều thứ lớp, như trong kinh Tỳ Ma La Cật nói, các phiền não ái và mạng đều là căn bản Phật đạo. Thế nên người con gái thấy việc ấy rồi sinh tâm ưa thích. Biết do nhân duyên phước đức có thể được các việc ấy nên đều phát tâm, nhận nơi ái và mạng, mà sao được tâm tốt trong sạch nên nói ái và mạng là căn bản của Phật Đạo. Thí như hoa sen sinh trong bùn, phát tâm rồi thệ nguyện. Như Đàm Phước Kiệt làm được, chúng ta cũng sẽ làm được. Bây giờ tác đá ba luân, đầu mặt đảnh lễ Đàm Phước Kiệt, Thì cúng dường hoa hương không quý, nên đem cúng dường trước tiên, còn thân quý trọng, nên tiếp sau lễ bái, Lễ bái rồi nói lý do vốn cầu bát nhã Như trong kinh này nói Còn xưa khi cầu bát nhã Nghe ở giữa hư không có tiếng nói Cho đến còn này hỏi đại sư Chư Phật từ đâu đến và đi về đâu Hỏi Tát đà ba lần đã được các tam muội lớn Là tam muội phá vô minh Tam muội quán các pháp tính vân vân Vì sao không biết không Mà còn chấp thủ tướng Phật sinh tâm đắm trước Đáp, Bồ Tát mới phát tâm thì có thể biết tướng trùng của các Pháp không vô tướng. song vì đối với chư Phật ưa đám sâu dài nên không thể hiểu được tướng Phật rốt ráo không? Tuy biết không mà không thể hợp với không. Vì sao? Vì chư Phật có vô lượng vô biên công đức chân thật, Bồ Tát ấy lại căn nên vào sâu, đám sâu. Nếu Phật không vì Bồ Tát ấy thuyết giảng không, thì Bồ Tát ấy vì ưa đám Phật mà có thể tự hủy dẹp thân tộc huống nữa là người khác. Chỉ nhờ hiểu không Nên không có việc ấy Tát Đà ba luân rất ưa đắm chư Phật Nên không thể biết mà phải hỏi đại sư Này Vì con nói chư Phật từ đâu đến Và đi về đâu Con thấy thân Phật không nhàm chán Nên thường không lìa việc thấy Phật Hết cuốn 98 theo bản Hán Cuốn 99 phẩm 89 Giải thích phẩm Đàm Vô Kiệt thứ 89 Kinh Bây giờ Bồ Tát Đàm Vô Kiệt Nói với Tát Đà Ba Luân rằng này thiện nam tử, chư Phật không từ đâu đến, cũng không đi về đâu. Vì sao? Vì các Pháp như như bất động, các Pháp như tức là Phật. Này thiện nam tử, Pháp vô sinh không đến không đi, Pháp vô sinh tức là Phật. Pháp vô diệt không đến không đi, Pháp vô diệt tức là Phật. Pháp thật tế không đến không đi, Pháp thật tế tức là Phật. Không, không đến không đi, không tức là Phật. Này thiện nam tử, không nhiễm không đến không đi, không nhiễm tức là Phật. Tịnh diệt không đến không đi, tịnh diệt tức là Phật. Tính hư không không đến không đi, tính hư không tức là Phật. Này thiện nam tử, để các pháp ấy lại không có Phật. Chư Phật như, các pháp như, là một như, không có phân biệt. Này thiện nam tử, như ấy thường một không hai không ba ra ngoài pháp số không có sở hữu thí như ánh trăng vào lúc cuối xuân và khi giữa ban ngày nóng bức có người thấy ánh nắng lung linh bèn chạy theo tìm mong có được nước ý ông nghĩ sao nước ấy từ ao từ núi hay từ suối đến nay nó đi về đâu hoặc vào biển đông biển tây biển nam hay biển bắc tát đà ba luân thưa thưa đại sư giữa ánh nắng còn không có nước làm sao có chỗ đến chỗ đi đảm vô kiệt nói với tát đà ba luân rằng này thiện nam tử, người ngu vô trí vì nóng khát bước bách, thấy ánh nắng lung linh không có nước mà tưởng là nước. Này thiện nam tử, có người phân biệt chư Phật có đến có đi, nên biết người ấy đều là kẻ ngu. Vì sao? Vì chư Phật không thể thấy bằng xác thân, mà pháp của chư Phật không đến không đi. Chỗ chư Phật đến, chỗ chư Phật đi cũng như vậy. Thế như vị thầy huyễn thuật, huyễn làm ra các đồ vật, hoặc voi hoặc ngựa, hoặc trâu dê hoặc trai gái các đồ vật như vậy ý ông nghĩ sao về khuyến ấy từ chỗ nào đến và đến chỗ nào tất đả ba luân đáp thưa đại sư Việc khuyến còn không thật làm sao có chỗ đến chỗ đi này thiện nam tử người phân biệt phật có đến có đi cũng như vậy thế như trong mộng thấy voi ngựa trâu dê trai gái ý ông nghĩ sao các vật trông thấy trong mộng ấy có chỗ đến chỗ đi chăng Tát đả ba luân thưa Thưa đại sư, các vật thấy trong mộng là hư dối, làm sao có đến có đi? Này thiện nam tử, người phân biệt Phật có đến có đi cũng như vậy. Phật nói các pháp như mộng. Nếu có chúng sinh không biết nghĩa của pháp ấy, dùng danh từ sát thân mà đắm trước Phật, người ấy phân biệt chư Phật có đến có đi vì không biết thật tướng các pháp, nên đều là ở trong số kẻ ngu vô, vô trí. Người ấy thường thường qua lại trong năm đường sinh tử, xa lìa bát nhã ba la mật xa lìa phật pháp này thiện nam tử phật nói các pháp như viễn như mộng nếu có chúng sinh biết như thật tại người ấy không phân biệt các pháp hoặc đến hoặc đi hoặc sinh hoặc diệt nếu không phân biệt các pháp hoặc đến hoặc đi hoặc sinh hoặc diệt thầy có thể biết thật tướng các pháp của phật nói người ấy hành bát nhã ba la mật gần vô thượng Chánh đẳng Chánh giác gọi là chân phật tử không hư dối thọ dụng của tín thí người ấy đã hưởng thọ cúng dường làm dụng phước cho thế gian. Thì như các châu báu trong biển nước lớn không từ phương đông đến, không từ phương nam tây bắc bốn góc trên dưới đến, mà do căn lành của chúng sinh nên biển sinh ra các thứ châu báu ấy. Châu báu ấy cũng chẳng phải không có nhân duyên sinh, châu báu ấy đều từ nhân duyên hòa hợp sinh. Châu báu ấy nếu diệt cũng không đi đến mười phương, do duyên hợp nên có, duyên tàn giã nên diệt. Này thiện nam tử, thân chư Phật cũng như vậy Từ nhân duyên bản nghiệp mà có quả báo sinh Sinh không từ mười phương đến, diệt cũng không đi đến mười phương Chỉ các duyên hợp nên có, các duyên ly tán nên diệt Thế như tiếng đàn không hậu Khi đi ra, không có chỗ đến, khi diệt, không có chỗ đi Đủ nhân duyên hòa hợp thầy có Như có bầu, có cổ, có da, có dây, có trụ, có nút vạn Có người lấy tay gảy Đủ các duyên hòa hợp như vậy thầy có tiếng Tiếng ấy không từ bầu ra, không từ cổ ra, không từ da ra Không từ dây ra, không từ trục ra Cũng không từ tay người ra Đủ các nhân duyên hòa hợp nên có tiếng Khi nhân duyên xa lìa thầy không có chỗ đi Này thiện nam tử, thân Phật cũng như vậy Từ vô lượng công đức sinh ra Không từ một nhân một duyên hay một công đức sinh cũng chẳng phải không có nhân duyên mà có đủ các duyên hòa hợp nên có Thần chư Phật không chỉ từ một việc thành, không đến không từ đâu đến, đi không đến đâu. Này thiện nam tử, nên như vậy biết tướng đi tướng đến của chư Phật, cũng nên biết hết thành pháp không có tướng đến đi. Nếu người biết chư Phật và các pháp không đến không đi, không sinh không diệt, thầy chắc chắn được vô thượng tránh đẳng tránh giác, cũng có thể hành bát nhã ba la mật và sức phương tiện. mấy giờ trời đế thích lấy hoa mạng đà la trời, cho Tát Đà Ba Luân nói rằng Này thiện nam tử dùng hoa này cúng dường Bồ Tát Đà Vô Kiệt ta sẽ thủ hộ cúng dường Ngài vì sức nhân duyên của Ngài mà ngày nay làm lợi ích cho ngàn và ước chúng sinh khiến được vô thượng tránh đẳng tránh giác Này thiện nam tử người lành như vậy rất là khó gặp vì lợi ích chúng sinh nên trải qua vô lượng vô số kiếp chịu siêng khổ Tát Đà Ba Luân nhận hoa mạng Đà La của trời đế thích đem giải trên Bồ Tát Đà Vô Kiệt thưa rằng Thưa đại sư, còn từ nay, thần này thuộc về đại sư cung cấp cúng dường, thưa như vậy rồi chắp tay đứng trước đại sư. Khi ấy, người con gái của vị trưởng già và 500 người hầu gái cũng thưa tát đà ba luân rằng, thần chúng tôi từ nay cũng thuộc về đại sư, nhờ nhân duyên thiện con này mà chúng tôi sẽ được pháp như vậy, cũng như đại sư đã được. Cùng với đại sư đại đại cúng dường chư Phật, đại Đài thường cúng Phật, khi ấy tát đà ba luân nói với người con gái của vị trưởng già, và 500 người hầu gái rằng nếu các chị đem tâm thành kính thuộc về ta thầy ta sẽ thọ nhận các người con gái nói chúng tôi đem tâm thành kính thuộc về thầy theo thầy dạy bảo khi ấy Tát đà ba luân và 500 cô gái đem theo vật báu trang nghiêm đồ cúng dường thượng diệu và 500 cỗ xe bảy báu dâng lên bồ tát đàm vô kiệt và thưa rằng thưa đại sư chúng con đem 500 người con gái này và 500 cỗ xe phụng cấp đại sư tùy đại sư sử dụng Bây giờ trời đấy thích khen ngợi tát đá ba luân rằng Lành thay, lành thay, thiện nam tử Bồ Tát nên bỏ hết thẻ của cả như vậy Bố thí như vậy, mau được vô thượng tránh đẳng tránh giác Cũng dường người thuyết pháp như vậy Chắc chắn được nghe bát nhã ba la mật và sức phương tiện Chứ phải quá khứ khi xưa hành đạo Bồ Tát Cũng bố thí như vậy mà được nghe bát nhã ba la mật Và sức phương tiện được vô thượng tránh đẳng tránh giác Bây giờ đàm vô kiệt muốn khiến cho thiện căn tát đá ba luân đầy đủ nên thọ nhận 500 cỗ xe, người con gái trưởng giả và 500 người hầu gái. Thọ nhận rồi cho trở lại, tát đà ba luân. Khi ấy đàm vô Kiệt thuyết pháp đến hết ngày rồi đứng dậy đi vào cung, tát đà ba luân nghĩ rằng ta vì pháp mà đi đến, không nên ngồi nằm, nên dùng hai việc hoặc đi hoặc đứng để hầu hạ pháp sư. Từ trong cung đi ra thuyết pháp, bấy giờ đàm vô kiệt trong bảy năm nhất tâm và vô lượng vô số tam muội của Bồ Tát hành bát nhã ba la mật và sức phương tiện tát đà ba luân bảy năm kinh hành đứng mãi không nằm không ngồi không ngủ nghỉ không có dùng sân hận bước não tâm không đắm vị chỉ nghĩ tới bồ tát đàm vô kiệt lúc nào sẽ từ ta muội dậy đi ra thuyết pháp tát đà ba luân qua bảy năm nghĩ rằng ta sẽ vì đàm vô kiệt mà trải pháp tòa đàm vô kiệt sẽ ngồi trên tòa thuyết pháp ta sẽ quét dọn đất cho sạch sẽ giả các thứ hoa để cho nghiêm chỗ ấy Vị Bồ Tát Đàm vô kiệt sẽ thuyết bát nhã ba la mật và sức phương tiện. Khi ấy Tát Đà Ba Luân cùng với người con gái của vị trưởng giả và 500 người hầu gái với Bồ Tát Đàm vô kiệt mà trải giường bảy báu, 500 người con gái cởi áo trên để trải trên tòa nghĩ rằng Đàm vô kiệt sẽ ngồi trên tòa này nói bát nhã ba la mật và sức phương tiện. Tát Đà Ba Luân trải tòa rồi tìm nước chùi đất mà không được vì cớ sao? Vì ác ma ngăn tre làm cho nước không hiện Mà nghĩ rằng tác Đà Ba luân tìm nước không được Thảo đối với vô thượng tránh đẳng tránh giác Sẽ sinh tâm yếu, nuốt, tâm đổi khác Thầy căn lành không tăng trưởng Trí tuệ không soi sáng Đối với nhất thiết trí bị chướng ngại Bây giờ Tát Đà ba luân nghĩ rằng Ta sẽ tự cắt thân mình lấy máu rửa đất Khiến đất không có bụi làm nhất đại sư Ta đâu dùng thân này Thân này chắc chắn sẽ hư hoại ta từ vô thủy sinh tử đến nay mà chưa từng vì pháp liền lấy dao bén tự cắt thân ra máu rửa đất tát đà bao luân và con gái trưởng giả cùng 500 hầu gái đều không có tâm đổi khác ác ma cũng không thể làm gì được khi ấy trời đế thích nghĩ rằng chưa từng có tát đà bao luân mến mộ pháp đến như vậy dùng dao tự rạch mình ra máu để rửa đất tát đà ba luân và các người nữ tâm không chuyển động ác ma ba tuần không thể phá hoại căn lành của họ tầm kia kiên cố phát thể nguyện đại trang nghiêm không tiếc thân mạng vì tâm sâu xa muốn cầu vô thượng tránh đẳng tránh giác sẽ độ hết thảy chúng sinh thoát khỏi vô lượng khổ sinh tử trời đấy thích khen ngợi tát đà ba luân lành thay lành thay thiện nam tử sức tinh tấn của ngài rất lớn kiên cố khó lai động không thể nghĩ nghỉ ông ái mộ pháp cầu pháp rất là vô thượng này thiện nam tử chưa vận quá khứ cũng như vậy vì tâm ái mộ pháp sâu xa tiếc pháp quý trọng pháp mà chứa nhóm các công đức được vô thượng tránh đẳng tránh giác tát đà ba luân nghĩ rằng ta nên vì bồ tát Đàm vô kiệt mà trải pháp tòa dưới hí quét đất sạch sẽ xong sẽ đi đến chỗ nào tìm được hoa danh tiếng làm trang nghiêm chỗ đất này nếu Đàm vô kiệt khi ngồi trên pháp tòa thuyết pháp ta cũng sẽ trải hoa cúng dường trời đế thích biết tâm của tát đà ba luân nghĩ gì Đến lấy ba ngàn đấu hoa mạn đá la trời đem cho tát đà ba luân tát đà ba luân nhận hoa xong lấy một nửa giải trên đất để lại một nửa chờ đàm vô kiệt khi ngồi trên pháp tòa thuyết pháp sẽ cúng dường bấy giờ đàm vô kiệt qua bảy năm rồi từ các tam muội dậy vì chúng nói bát nhã ba la mật có vô lượng trong ngà và đức chúng cung kính vây quanh đi đến ngồi trên pháp tòa tát đà ba luân khi thấy đàm vô kiệt Thầy tâm rất vui vẻ, thế như tỳ kheo khi vào thiền thứ ba. Luận Tát đà ba lần tùy biết các pháp không, không có tướng đến đi mà chưa thể vào sâu, cũng không hiểu các pháp môn. Vì đối với thân Phật quá cung kính, thầm trọng nên không thể quán không như sóng trên biển lớn, sức nó tuy lớn, xong đến bên núi Tu Di thời ngưng lại, không có tác dụng. Tát đà ba lần cũng như vậy, Tuy có tâm và trí lực lớn mà đến chỗ Phật thời cũng vô dụng. Thế nên đàm vô kiệt vì tát đà bất luân nói cho biết chư Phật không từ đâu đến, không đi đến đâu. Trong kinh này đàm vô kiệt tự nói nhân duyên, các pháp như như bất động, các pháp như tức là Phật. Hỏi thế nào là các pháp như? Đáp thật tướng các pháp là tính không, không có sở đắc, các pháp môn không, vân vân. Hỏi Đại Bát Nhã là pháp bậc nhất ở trong sáu ba la mật của Phật Pháp Đại Thừa, nếu không có phật thời không có người nói bát nhã ba mươi hai tướng tám mươi vẻ đẹp tùy hình mười lực bốn điều không sợ xác phát vô sắc phát và năm uẩn tịnh diệu hòa hợp nên gọi là phật như năm ngón tay hòa hợp gọi là bàn tay không được nói không có bàn tay danh từ đã khác thời hình tướng cũng khác sức dùng cũng khác không được nói không có bàn tay thế nên nói có phật đáp không phải vậy trong phật pháp có hai đế là thế đế và đệ nhất nghĩa đế theo thế đế nên nói phật thuyết bát nhã ba la mật theo đệ nhất nghĩa đế nên nói phật không không đến không đi như ông nói do năm uẩn thanh tịnh hòa hợp nên gọi là phật vì hòa hợp nên có ấy tức là không có như trong kênh này phật tự nói nhân duyên năm uẩn chẳng phải phật liền năm uẩn cũng không có phật năm uẩn không ở trong phật phật không ở trong năm uẩn Phật chẳng phải do năm uẩn có, vì sao? Vì năm uẩn là năm, Phật là một, một không thể làm năm, năm không thể làm một. Lại năm uẩn không có tự tính nên hư dối không thật, Phật tự nói, đối với hết thảy pháp không cuống dối, ta là bậc nhất, thế nên năm uẩn chẳng tức là Phật. Lại nữa, nếu năm uẩn tức là Phật, thầy ai có năm uẩn lẽ đáng đều là Phật. Hỏi, vì nghi nạn ấy, nên tôi trước nói năm ổn thanh tịnh bậc nhất và 32 tướng gọi là Phật. Đáp, 32 tướng vân vân khi làm Bồ Tát cũng có cớ gì không gọi là Phật. Hỏi, bây giờ tuy có thơ tướng tốt đẹp trang nghiêm mà không có trí nhất thiết trùng. Nếu có trí nhất thiết trùng ở trong thân xác tốt đẹp bậc nhất ấy tức gọi là Phật. Đáp, trí nhất thiết trùng ở trong bát nhã nói là tướng tịch diệt không có hí luận. Nếu được pháp ấy, là không có sở đắc Vì không có sở đắc nên gọi là Phật Phật tức là không, có nhân duyên như vậy nên năm uẩn không được tức là Phật Lìa năm uẩn cũng không có Phật Vì sao? Vì lìa năm uẩn lại không có pháp gì khác có thể nói được Như lìa năm ngón tay lại không có bàn tay có thể nói được Hỏi, cớ gì không có bàn tay, hình sắc cũng khác, sức dụng cũng khác, nếu chỉ là ngón tay, thì không thể khác nhân năm ngón tay hòa hợp nên có bàn tay bàn tay ấy tuy vô thường sinh diệt song không được nói là không có đáp bàn tay ấy nếu nhất định có thời trừ năm ngón tay ra lý đáng có bàn tay có thể trông thấy được mà không cần nhân năm nơi năm ngón tay có các nhân duyên như vậy liền năm ngón tay lại không có bàn tay phật cũng như vậy liền năm uẩn thầy không có phật phật không ở trong năm uẩn năm uẩn không ở trong phật vì sao vì sự khác biệt không thể có được nếu năm uẩn khác với phật Thả lẽ đáng phật ở trong năm uẩn nhưng việc ấy không đúng phật cũng chẳng có năm uẩn vì sao vì liền năm uẩn không có phật liền phật cũng không có năm uẩn thế như tỉ kheo có ba y và bình bát nên có thể nói được là có nhưng phật với năm uẩn không được riêng khác thế nên không được nói phật có năm uẩn nơi năm uẩn như vậy tìm phật không thể có được nên biết không có phật Phật không có nên không đến không đi. Hỏi, nếu không có Phật tức là tà kiến làm sao Bồ Tát phát tâm cầu làm Phật? Đáp trong đây nói không có Phật là để phá cái vọng tưởng chấp trước Phật chứ không nói cái vọng tưởng chấp thủ không có Phật. Nếu có Phật còn không để cho chấp thủ vốn nữa là tà kiến chấp thủ không có Phật. Lại, Phật thường tịch diệt không có tướng hí luận nếu người ta phân biệt hí luận tướng thường tịch diệt thả người ấy rơi vào tà kiến lẻ hai bên có và không ấy ở vào trung đạo tức là thật tướng các pháp thật tướng các pháp tức là phật vì sao vì được thật tướng các pháp gọi là được thành phật lại nữa sắc pháp vân vân như tướng tức là phật Sắc pháp vân vân tính không là như tướng, chư Phật như tướng cũng là tính không, thế nên không đến không đi, không sinh không diệt, Pháp tính thật tế không, vô nhiễm tịch diệt, hư không tính cũng như vậy, không đến không đi. Như, cho đến tính hư không như, Phật như, là một như, không hai, không ba, sai khác. Trong kinh này tự nói nhân duyên, vì cớ gì? Vì ra khỏi pháp số không có sở hữu, như vân vân là thật pháp, trong đó không có ước tưởng phân biệt. Vì chấp thủ tướng nên có danh tự, trong danh tự có số, trong kinh đây tự nói nhân duyên, không chẳng phải thật, vì không có sở hữu. Hỏi, nếu pháp ấy không có, thời làm sao có thể thấy, có thể nghe, có khổ, có vui, có trói, có mở, phân biệt sai khác? Đáp trong đầy đàm vô kiệt dù mỗi mỗi phân biệt thí dụ nói, như ánh trăng cuối xuân và thấy ánh nắng, cho đến người ấy không phân biệt các pháp hoặc đến hoặc đi. Trong ánh nắng tuy không có nước thật sự mà cũng có thể dối gạt mắt người nên sinh ra khổ vui, các pháp cũng như vậy, tuy không không có sở hữu cũng có thể làm cho người ta khổ vui lo mừng mộng huyễn cũng như vậy lại nữa phật có hai thân một là xác thân hai là pháp thân pháp thân là chân thật xác thân vì theo nghĩa thế đế nên nói có phật tướng pháp thân trên kia dù mỗi mỗi nhân duyên nói là thật tướng các pháp thật tướng các pháp cũng không đến không đi thế nên nói chưa phật không từ đâu đến và không đi đến đâu nếu người có được tướng pháp thân trừ phật ấy gọi là gần vô thượng tránh đẳng tránh giác chưa được nhất thiết trí nên gọi là gần vì tương tự. Bát nhã ba la mật gọi là thật tướng các pháp. Nếu hành được như vậy, ấy là chân Phật tử hành bát nhã ba la mật. Chân Phật tử là vì được thật tướng các pháp gọi là Phật và vì được thật tướng các pháp sai khác nên có tu đạo hàng cho đến bích tri Phật. Bồ Tát lớn sai khác, tu đạo hàng cho đến Bồ Tát lớn, ấy là chân Phật tử. Không lướng dối ăn của tín thí là bố thí cho xúc sinh, tùy được quả báo gấp trăm lần mà phước ấy có hạn lượng cùng tận không thể độ chúng sinh khỏi sinh tử nên gọi là lương dối ăn của tín thí tu đà hoàng cho đến phật các bậc hiền thánh nhận sự bố thí của người quả báo của phước ấy cho đến khi chứng niết bản không có hạn lượng cùng tận nên nói không lương dối ăn của tín thí người ấy đáng được lãnh thọ sự cúng dường của chúng sinh như tu đà hoàng xứng đáng lãnh thọ sự cúng dường của người phàm phu tư đà hàm xứng đáng lãnh thọ sự cúng dường của người phàm phu cho đến tu đà hoàn anna hàm xứng đáng lãnh thọ sự cúng dường của người phàm phu và tu đà hoàn tư đà hàm anna hán xứng đáng lãnh thọ sự cúng dường của người phàm phu tư đà hoàn tư đà hàm và anna hàm bích chi phật xứng đáng lãnh thọ sự cúng dường của người phàm phu và tu đà hoàn cho đến a la hán Bồ Tát gần thành Phật xứng đáng lãnh thọ sự cúng dường của người phàm phu và thanh văn bích chi Phật. Vì thế gian làm ruộng phước là như gieo giống vào ruộng tốt, thu hoạch chắc chắn nhiều. Ruộng phước của người chỉ giới thiền định trí tuệ, chúng sinh gieo giống phước vào được quả vô lượng. Ở trên nói chư Phật không đến không đi, tác đả ba luân và các thính giả ý cho rằng chư Phật còn không có, các pháp lẽ đáng cũng đều diệt, thời rơi vào đoạn diệt. Thế nên, này nói nhân duyên thí dụ, Đám vô kiệt mở bày cho Tát Đá Ban Luân rằng Như chú ông chấp trước Ý cho rằng cái thật có là không có Vì độ chúng sinh nên từ nhân duyên hòa hợp Có hình tượng hiện ra Muốn chứng minh để làm rõ việc ấy Nên nói thí dụ Như châu báu sinh ra trong biển Nó không từ mười phương đến Khi diệt không đi đến đâu Cũng chẳng phải không có nhân duyên mà sinh Tránh do nhân duyên phước đức của chúng sinh Trong bốn châu thiên hạ nên trong biển lớn sinh châu báo ấy. Nếu khi kiếp tận thời nó không có chỗ đi, thì như đèn tắt lửa không đi đến đâu, thân Phật cũng như vậy. Từ khi mới phát tâm giao trọng căn lành, đều là nhân duyên của tướng tốt thân Phật. Thân Phật cũng chẳng tự tại, vì đều thuộc nhân duyên nghiệp báo, nghiệp quả báo sinh. Nhân duyên ấy tuy trú lâu, song tính nó là pháp hữu vi, nên chắc chắn trở về với vô thường tan hoại thời không có thân thế như người giỏi bắn mà ngước mặt bắn lên hư không mũi tên đi xa mà chắc chắn sẽ rơi xuống đất thần phật cũng như vậy tuy tướng tốt trói sáng mà do phước đức thành tựu danh sừng vô lượng nên độ người vô lượng cũng quy về tiêu diệt hỏi nếu do nhân duyên phước đức của chúng sinh nên trong biển lớn sinh ra châu báu cớ gì không sinh ra gần chỗ chúng sinh mà lại sinh ra ở giữa biển lớn là nơi khó kiếm được đáp trong biển cũng có chúng sinh như rồng và atula vân vân sử dụng châu báu ấy lại nữa nếu châu báu sinh trong đời xấu ác của loài người thầy kẻ tham lam che giấu không cho người có được nếu ở vào đời tốt đẹp châu báu tự sinh trong cõi người không có ai tham tiếc như thầy kỳ đức phật di lặc châu báu xem như ngói gạch vì người già đã lười biếng tiếc thân cố mong tìm vui nên châu báu ở trong biển không thể tìm được nếu người có tâm lớn không tiếc thân mạng, siêng năng tìm kiếm thở dễ được. Nước trong biển lớn, ví dụ cho cõi nước trong mười phương sáu nẻo, các châu báu tức là chư Phật. Như châu báu vì chúng sinh nên phát sinh, nhưng người giải đái biếng nhát thoại không thể có được. Chư Phật cũng như vậy, tuy vì chúng sinh mà ra đời. Dòng những người vì giải đãi tiểu tâm tiếc thân chấp đám ngã Nên cũng không được độ Vì sao? Vì các pháp đều do nhân duyên hòa hợp sinh Chúng sinh có hai nhân duyên được độ Một là bên trong có tránh kiến Hai là bên ngoài gặp được người khéo thuyết pháp Chư Phật tuy khéo thuyết pháp Mà chúng sinh bên trong tránh kiến không đầy đủ Nên Phật không thể độ hết Như châu báu Tuy vì chúng sinh mà xuất hiện song vẫn có chúng sinh nghèo cùng Chư Phật cũng như vậy Tuy vì chúng sinh xuất hiện Sau chúng sinh bên trong tránh kiến ít Nên cũng không được độ Lại ví dụ như đàn không hầu Có thủng, có cổ, có da, có dây, có trục có người lấy tay gầy đủ các duyên như vậy hòa hợp thầy có tiếng Tiếng ấy cũng không ở trong các duyên Mà đề các duyên cũng không có tiếng Do nhân duyên hòa hợp Nên có tiếng có thể nghe Thần Phật cũng như vậy Do các nhân duyên sáu ba la mật và sức phương tiện hòa hợp nên có Thần Phật không ở trong sáu ba la mật và sức phương tiện Cũng không đẻ sáu ba la mật và sức phương tiện như tiếng không do một nhân duyên cũng chẳng phải không có nhân duyên thân phật cũng như vậy không từ không có nhân duyên cũng không từ chút ít nhân duyên mà phải đầy đủ các nhân duyên pháp lành nên sinh thân phật như tượng trong gương đủ nhân duyên hòa hợp nên có nhân duyên ly tán nên không thân phật cũng như vậy có đủ nhân duyên nên xuất hiện nhân duyên ly tán nên diệt này thiện nam tử nên như vậy quán tướng đi đến của chư phật hết thảy pháp tướng cũng nên biết như vậy đảng vô kiệt nói với tát đà ba luân rằng ông có thể biết tướng các pháp không đến không đi thở chắc chắn được vô thượng tránh đẳng tránh giác không thoái chuyển cũng có thể hành bát nhã ba la mật và sức phương tiện vì sao vì hết thảy pháp không có chướng ngại hỏi trời đế thích vì sao hóa làm hoa mạng đà la đem cho tát đà ba luân đáp trời đế thích về ưa vui phật đạo nên thường cung kính các bồ tát lại nữa, trời đế thích muốn nhiếp thủ chúng sinh vào trong Phật đạo, nên hiện thân vua trời đem hoa cho tát đả ba luân. Tát đả ba luân nhất tâm cổ Phật đạo, nên trừ thiền đến cúng dường. Chúng sinh trông thấy, đều cũng phát tâm. Trời đế thích việc dẫn đường cho chúng sinh nên cúng dường tát đả ba luân. Có người nói, trời đế thích rất ái kính tát đả ba luân, mà cách cao nhất là đi đến thử, thử rồi làm cho thân thể người ấy trở lại bình phục này lại lấy hoa đem cho sức của trời đế thích có thể cho hoa mọi người vì chúng sinh không có phước thời người đáng cho hoa cũng liền biến họa tát đà ba luân đã thành tiệu phước đức nên điều hoa chắc chắn không biến mất vì thế nên đem cho nếu các bồ tát khi cúng dường thầy không cúng hết thời nên thủ hộ người cúng dường trước đã nói nhân duyên rằng các thiệt da máu đã cốt thử vì làm thân thích lâu ngày nên thủ hộ lại nữa trời đế thích như ở trong kênh này tự nói nhân duyên vì sức nhân duyên của ông nên làm lợi ích cho trăm ngàn và ước chúng sinh Tát đà ba luân nhận lấy hoa theo ý nguyện mà cúng dường đàm vô kiệt Tát đà ba luân lúc đầu nghe danh thầy sau mắt thấy tai nghe pháp Thầy rất hết nghi nên đem thân cúng dường người con gái của vị trưởng giả cũng bắt chước Tát đà ba luân đem thân thí cho Tát đà ba luân hỏi Tát đà ba luân đem thân cúng dường đàm vô kiệt vì dụng phước đàm vô kiệt lớn cứ gì người con gái không đem thân cúng dường đàm vô kiệt mà lại đem cho tát đà ba luân đáp trí người con gái ngắn ngủi mà tâm ái trước nhiều nên không đem cúng dường bổn sư mà đem cho người khác lại vì thân người nữ tội uế tâm tùy trong sạch mà bên ngoài có chỗ chê bai. hỏi người con gái trưởng giả lúc đầu giải bỏ cha mẹ rồi làm quyến thuộc của tát đà ba luân nay cớ gì lại đem thân bố thí đáp lúc đầu giải bỏ cha mẹ cùng tát đà ba luân đi đến chỗ đàm vô kiệt vị pháp nên cúng dường cũng không tự đem thân mình bố thí cha mẹ cũng không đem bố thí cho tát đà ba luân này thấy tát đà ba luân hỏi lý nghĩa sâu xa đà vô kiệt giải nói trời đấy thích hoan hỉ cúng dường thế nên người con gái của vị trưởng giả phát tâm hoàn hỉ đem thần cúng dường vì tâm tự tại lại hết thảy thân người nữ không có chỗ hệ thuộc thời mang tiếng xấu thân thể người nữ khi nhỏ thời theo cha mẹ khi trẻ thời theo chồng khi già thời theo con Người con gái của vị trưởng giả ấy Tuy cùng một được đi đến Mà không được phép lâu ngày có sở thuộc Mà không được phép lâu ngày không có sở thuộc Thế nên tự đem mình bố thí nguyện rằng Như những điều thầy chứng được chúng ta sẽ chứng được Bây giờ tát đà bao luân muốn đem người con gái ấy cúng dường đàm vô kiệt Nhưng còn sợ người nữ ấy hiểm hận nên nói Các chị đã đem thành tâm cúng dường thầy tôi sẽ nhận các chị Thành tâm là không tự mình dụng tâm mà tùy người khác phân xử như vật vô tâm các người nữ đáp rằng thật cho thành tâm tức thời tất đà ba luân đem người con gái của vị trưởng giả và các người hầu gái cùng 500 cỗ xe dâng lên đàm vô kiệt đàm vô kiệt muốn trừ cái nghi thường tình của thế gian cho rằng người kia dối gạt trưởng giả nên đem các người con gái đến mà bố thí tất cả rõ ràng đã không đắm trước lại nữa tất đà ba luân nhờ tiếng nói giữa hư không nên nghe rồi hiểu được hoan hỷ như điều yêu quý của người đời cả vật bên trong bên ngoài đều đem cúng dường vì muốn đi vào sâu cửa bố thí ba la mật trời đế thích biết tát đả ba đơn chưa sạch hết các phiền não tham ái mà có thể thí xả hết vật trong ngoài không còn sót lại gì nên khen ngợi rằng lành thay và đem việc phật quá khứ làm thí dụ vì làm việc làm được việc khó làm nên được quả báo khó được đó là vô thượng tránh đẳng tránh giác hỏi nếu đàm vô kiệt muốn làm cho căn lành bố thí của tát đà ba luân đầy đủ, nên lãnh thọ cúng dường, cứ gì trở lại đem cho tát đà ba luân. Đáp, đàm vô kiệt có đại trí phương tiện làm cho tát đà ba luân được phước đức lớn, không bị mất, ấy là sự lãnh thọ cao thượng. Tát đà ba luân rất thành tâm bố thí, rất các tham trước, không mong được trả lại nên đầy đủ phước đức. đàm vô kiệt suy nghĩ. Tát đà ba luân từ xa đi đến mà đối với nam dục tầm không nhiễm trước, và người trước đây đã biết cúng dường tức là người thiện thế nên đem cho trở lại lại nghe các người nữ trước đem thân dâng cho tát đả ba luân là người chứ không phải tài vật vì muốn tại bổn ý lại nữa các người nữ đời đời làm đệ tử tát đả ba luân có các nhân duyên như vậy nên đem cho trở lại tát đả ba luân hỏi các bồ tát lớn thuyết pháp không nên mệt nhọc cớ sao còn vào cung đáp vì theo pháp của người đời lại chúng sinh trong thảnh chúng hương không thường cầu đạo, có khi nhảm chán, ưa hưởng thọ nam dục. Trừ thiền vì thường hưởng thọ nam dục nên ngăn ngại, phế bỏ việc cầu đạo. Có cõi nước của Bồ Tát ở thường sinh tinh tấn, không hưởng thọ nam dục, còn bản nguyện của chúng sinh trong thành chúng hương hưởng thọ lẫn lộn. Bồ Tát theo trí nguyện của họ vì muốn dẫn dắt họ nên sinh vào nước ấy. Thế nên vì chúng sinh nghe pháp mệt mỏi mà Bồ Tát đứng dậy đi vào trong cung. Lại người chưa đắc đạo Thời pháp tuy vi diệu Mà thường nghe cũng dễ sinh tâm mỏi mệt nhàm chán Trong chúng này có những người như vậy Lại Bồ Tát Đàm Vô Kiệt Ở trong nước này hưởng thọ giàu vui Theo pháp của người đời Khi mặt trời lặn nên nghỉ ngơi Khi ấy Tát Đà Ba luôn nghĩ rằng Ta vì pháp nên đi đến không nên ngồi nằm Hỏi vì pháp cớ gì không nên ngồi nằm Đáp không có pháp nhất định ấy người ấy rất ước muốn rất tinh tấn vì cung kính pháp nên tự nghĩ rằng ta nếu nằm ngồi thầy là biếng nhát khi mới đầu cầu pháp ta còn không tiếc thân mạng uống nước mệt mỏi nên không ngồi nằm ước muốn tinh tấn lớn ngược lại với việc ngồi nằm lại ngồi nằm thầy không kháng sức đi và đứng thầy kháng sức siêng năng nên thường dùng hai oai nghi ấy để chờ thầy khi đi ra hỏi tắt đà bao lần trước đã biết bảy năm thầy không đi ra chăng Đáp, lúc mới đến không biết, lại Bồ Tát Đàm Vô Kiệt cũng thường 7 năm không đi ra vì nhân duyên nên tự thể 7 năm vào định. Tát Đà bao đơn tự thể rằng, Thầy chưa đi ra, Thầy ta không bao giờ ngồi. Lại theo Pháp Thế gian thời người lớn còn không tự trái với mình, hướng nữa vì Đạo Pháp. Lại, lúc mới cầu Pháp còn không tiếc thân mạng, hướng gì, nay đứng 7 năm, Thầy đâu đủ là khó. Hỏi, Thân người mềm yếu làm sao có thể 7 năm không ngồi không nằm Đáp Người lúc ấy mạng sống rất lâu Tuy 7 năm mà như nay 7 ngày Lại thân người trong đời tốt đẹp Có sức phước đức lớn Tuy đứng luôn 7 năm mà không cho là khó Như hiếp tỷ kheo Năm 60 tuổi mới xuất gia Mà tự cam kết thể rằng Đơn ta không dính chiếu Phải được hết mọi việc đáng được của hàng thanh văn cho đến được thành a la hán đủ sáu thần thông tạo bộ kinh luận nghị trong bốn a hàm đến nay còn lưu hành rộng rãi trong đời vị tỷ kheo ấy ở đời xấu ác mà còn được như vậy huống nữa là tát đà ba luân sinh ở đời tốt đẹp lại sức của thân tuy yếu mà sức của tâm mạnh nên có thể làm thành công việc lại nữa người nhất tâm cầu phật đạo được mười phương phật hộ niệm rằng các đại bồ tát và chư thiên cầu phật đạo sẽ làm tăng ích khí lực cho người ấy bao quanh thủ hộ nên tùy trụ đứng bảy năm mà không mỏi mệt hỏi bồ tát đàm vô kiệt vào tam muội vì cớ gì cho đến bảy năm đáp như trước đã đáp người sinh trong đời tốt đẹp sống rất lâu tuy bảy năm mà không cho là lâu lại đàm vô kiệt có cung điện thẻ nữ vi diệu đủ năm dục giống như trời Tát đã bao lần mới phát tâm, nên tâm trường nhu nhuyến, nghi đảng vô kẻ tuy thuyết pháp không, tán thán ly dục mà tâm mình chưa thể xả bỏ. Bảy năm vào tác muội ấy, vì muốn trừ nghi cho chúng sinh nên sinh tâm quý kính. Nghe đảng vô kiệt bảy năm vào tác muội tâm và miệng khế hợp nhau, nói được làm được, thầy người ta tín thọ lời kia có thể dễ được độ. Thế như mụn nhọt chưa chín muồi thời thầy thuốc không phá được Chỉ dùng thuốc bôi làm cho chín muồi thời dễ phá Lại nữa, vì muốn tâm hưởng thọ phát sinh cái vui chân thật nên vào vô lượng tam muội Lại thuyết pháp có hai Một là miệng thuyết pháp Hai là thân hiện pháp Nay muốn lấy thân hiện pháp nên vào vô lượng tam muội Khiến chúng sinh biết nhiếp tâm vào tận mà được trí như thật Bồ Tát tam muội là như đã nói trong nghĩa Bồ Tát trước kia, hành bát nhã và sức phương tiện là như đã nói trong phẩm phương tiện trước kia tất đã bao lần trong bảy năm mà bao thứ ác giác quán không sinh không nhiễm đám vào ý vị người ấy tuy chưa phá phiền não mà vì nhóm các pháp lành nên chế phục các phiền não không cho phát sinh chỉ phát sinh một niệm lúc nào đám vô kiệt sẽ đi ra ta sẽ theo nghe bát nhã qua bảy năm rồi nghi rằng ta sẽ trải tòa cho bồ tát đám vô kiệt và quét rửa làm cho trang nghiêm. Hỏi ta Đà Ba Luân làm thế nào biết được qua 7 năm rồi, Đàm Vô Kiệt sẽ đi ra. Đã có người nói trước từng 7 năm truyền chuyển, chuyển nghe biết, có người nói Đàm Vô Kiệt khi mới vào tam buổi tự nói rằng hạn trong 7 năm như Đức Phật Thích Ca Văn Nì bảo A à Nan, ta muốn vào thiền định một tháng hai tháng. A à Nan bảo lại với bốn chúng, Tát Đà Ba Luân rất mến mộ Phật pháp, kính trọng Bồ Tát Đà vô kiệt nên cúng dường trang nghiêm chỗ thuyết pháp. Hàng Bồ Tát xuất gia chỉ trang nghiêm tâm mình để đi đến pháp sư thọ pháp. Hàng Bồ Tát tại gia thời trang nghiêm chỗ thuyết pháp, cúng dường hoa hương. Lại nữa, Tát Đà Ba Luân trang nghiêm như vậy là muốn để đàm vô kiệt biết dấu hiệu bình ái mộ pháp ham muốn pháp thầm tâm tin vui nên hiện ra việc ấy thế nên sinh tâm cùng với 500 người con gái thành nhau dưới quét tự đem vàng bạc châu báu dài lên trên tòa tác đà bao luân tuy tự mình có chăn đẹp đẹp đẽ song vì tâm ái mộ pháp thiết tha nên lấy áo trên thân mình đang mặc trải trên tòa tìm nước dưới đất bị ma che lấp nên không thể tìm được trong kinh này tự nói nhân duyên mà nghĩ rằng nếu ta đà bao lần tìm nước không được Thời tâm kia sẽ mềm yếu trí nguyện không đầy đủ Lại để cho tự khinh khi thân mình rằng Vì ta phước đức mỏng nên muốn cúng dường pháp mà tìm nước không có được Do sự tự khinh nên yêu sầu che lấp tâm Phước đức không tăng trưởng trí tuệ không chiếu sáng là vì các phiền não yêu sầu che tâm nên phước đức trí tuệ không thể chiếu sáng Thế như mặt trời bị chướng ngại nên ánh sáng không rõ ràng Ma biết tâm người đó lớn không thể làm chứa ngại Chỉ làm trở ngại chút ít làm cho người ấy đình trạng Bây giờ tác đà bao thân tự cắt thân mình ra máu để dưới đất Muốn làm cho sạch bụi Máu thịt người tuy hôi Xong vì trí tâm tìm nước không được Ý không phân biệt thơm thối Tốt xấu mà vì muốn sạch bụi nên không tiếc thân mạng lại tát đà bao lần tâm sâu xa ưa đắm bát nhã ba la mật nên không yêu tiếc gì có người nói có nhiều tròi rồng quỷ thần thường đi theo tát đà bao luân thủ hộ giúp đỡ thế nên máu chảy ra biến thành nước thơm như tiên nhân sàn đà lúc bị cắt xẻ máu biến thành sữa lại vì thành tựu vô lượng phước đức nên theo nguyện được thành hỏi nếu phước đức thành tựu theo nguyện để được thành thoải mái không thể che giấu nước đáp Bồ Tát ấy mới phát tâm có thể thành nguyện nhỏ mà chưa thể trừ ma. Trong kinh này, Tát Đà bao Đơn tự nói nhân duyên chảy máu rằng, ta từ vô thủy sinh tử lại đây, nhiều lần tan thân mà chưa từng vì Pháp. Hỏi nếu Tát Đà bao luân yêu mến Pháp các thân ra máu, nếu thân kia chết đi, thầy còn ai nghe Pháp? Đáp việc ấy đã đáp như trong đoạn rạch xương lấy tủy, lại trong đây được chư thiên và đại Bồ Tát thủ hộ nên làm cho người kia không chết lại ác ma biết tâm người kia không thể phá hoại thầy nước trở lại chảy ra tất đả ba luân vân vân đều không có hơn tâm khác là như người lúc đầu thực tập tâm tử vì muốn chúng sinh và vì bát nhã ba la mật nên không tiếc thân mạng nhưng đến khi có được sao bén các thân thả sợ đau đớn sinh tâm hối hận ấy gọi là tâm khác bồ tát ấy có sức tin lớn nên muốn được quả báo vô thượng tránh đẳng tránh giác nên không thể không cả cái khổ ấy lại vì tâm bi sâu xa ái niệm chúng sinh tùy chịu các khổ não mà không cho là khó thí như mẹ hiền thương con tùy vì con chịu khổ nhọc bất tịnh mà không cho là nhất lại thấy tật tướng các pháp rốt ráo không nên biết thân này chỉ là hòa hợp hư dối vì phá cái hư dối ấy nên khi các xẻ thân không làm trở ngại vô thượng tránh đẳng tránh giác mà không được phá hoại dễ dàng là như người có mụn thời chịu chất độc Bồ Tát nếu có mụn tham dục, yêu sầu, thoải mát được dễ dàng phá hoại. Vì lấy máu chảy dưới đất mà tâm không yêu sầu nên ma không được dễ dàng phá hoại. Như tâm tát đả ba luân, tâm năm trăm người con gái cũng như vậy. Kính trọng tát đả ba luân nên thấy người các thân lẽ đáng có yêu não sau so vì người ấy được thỏa nguyện nên không lấy làm buồn. Bây giờ trải đế thích thấy việc đó rồi tán thán chưa từng có. Người ấy chưa được vô sinh nhẫn, các phiền não chưa dứt, mà vì cúng dường pháp nên không tiếc thân mạng như người đã lìa dục khi bị cắt xẻ thân mạng như cắt cây cỏ tâm ban đầu đã vậy thấy tâm sau càng mạnh hơn lại nữa chưa từng có là trong đây trời đế thích tự nói nhân duyên rằng tất đã ba luân ái mộ pháp đến như vậy lấy sao tự cắt mình tâm trời đế thích hoan hỉ rồi khen rằng lành thay khen người kia vì ái mộ pháp vui pháp tâm siêng tình tấn nên đem phật quá khứ làm ví dụ nói rằng chẳng phải chỉ ngày nay khổ nhọc mà chư phận quá khứ khi cầu bát nhã ba la mật cũng khổ nhọc như vậy tát đà ba luân nghe trời đấy thích an ủi tâm mình rồi như lửa được mỡ thầy càng thêm rực cháy nghĩ rằng ta đã trải tỏa quét đất sẽ ở chỗ nào ta tìm được danh hoa để trang nghiêm chỗ thuyết pháp hỏi khi không thấy nước cớ sao không nghĩ rằng sẽ ở đâu tìm được nước để dưới đất đáp tát đà ba luân trước biết chỗ có nước mà tức khắc lại đều không có, nên biết bị ma làm trở ngại, thế nên tự mình lấy thân gồm bốn phần đạn, cắt lấy huyết là phần thủy đạn để dưới đất. Phần thủy đạn trong thân tuy nhiều mà máu là thứ mạng sống, nên cắt lấy dưới đất tự mình không có hoa, nên khi đảm vô kiệt đi ra sắp đến, không thể đi tìm nơi xa, lại cần dùng nhiều để giải khắp trên đất, thế nên sinh ý nghĩ muốn có được. Trải đầy thích biết ý nghĩ của người kia, Đến lấy thứ hoa đẹp nhất trong hoa trời mạn đá la đầy gồm ba ngàn đấu đem cho đủ để giải khắp sở dĩ trời đế thích không lấy hoa người đem cho là vì muốn làm cho phát tâm hy hữu ta đã ba luân nhận hoa xong chia làm hai phần phần tốt giữ lại để khi thuyết pháp đem giải còn phần khác thời giải trên đất theo pháp thông thường của nước ấy lấy hoa giải trên đất để đi trên đó thế là cúng dường ấy giờ Bồ Tát đảm Vô Kiệt như điều đã ước trước kia, đủ 7 năm xong tử tác buổi dậy cùng với vô lượng trong ngàn chúng cung kính vây quanh, đi thẳng đến Pháp Tòa vì chúng nói bát nhã. Hỏi, nếu các Bồ Tát vào tam muội vi diệu, thầy ai làm cho khởi dậy? Đáp, hành giả lúc mới vào tự hẹn thời hạn, sau đó mới vào định. Khi thời hạn đến, tâm kia tự nhiên từ tam muội dậy vì bi tâm nên sinh giác quán. Có một tỷ kheo khi vào diệt thọ tưởng định tự mình hẹn thời hạn rằng khi nghe tiếng kiền trùy sẽ khởi định, khi đã vào định xong lúc ấy phòng tăng bị lửa cháy, các tỷ kheo hoảng sợ, không đánh kiền trùy mà bỏ đi. Bây giờ qua 12 năm rồi Đà Việt lại họp chúng tăng, muốn dựng lại căn phòng mới đánh kiền trùy. Khi nghe tiếng kiền trùy thầy tỷ kheo tự định khởi dậy, lúc ấy thân liền tan rã mà chết. Nhưng người đắc đạo về sau nói lại việc như vậy. Lại nữa có người nói Thần Đại Bồ Tát là thân do Pháp tính sinh Như chư Phật thường vào tác muội Không có tâm thù tán loạn Vì sức thần thông nên có thể thuyết Pháp Và bay đi độ thoát chúng sinh Vì theo Pháp thế tục Nên có tướng vào định gia định Thế nên tùy vào tam muội vi diệu Mà có thể ra trở lại Về có tâm đại bi dẫn dắt Thế như chú thuật khiến cho dòng bay ra Đại chúng về quanh là nội quyến thừa cung kính giải hoa đốt hương theo sau mà đi ra, vì họ mà nói bát nhã ba la mật. Nói bát nhã ba la mật là nhân theo danh từ ngôn ngữ thế đế, muốn mở bài tướng bất động của đệ nhất nghĩa đế cho chúng sinh, tác đả ba luân thấy đảm vô kiệt để được tâm hoan hỷ thanh tịnh hỷ lạc chạy khắp mình như tỳ kheo khi vào thiền thứ ba vì sao vì chúng sinh nhiều tham muốn tuy chẳng phải tịnh diệu mà khi được còn hỷ lạc Huống nữa là người đã được trông thấy thân trang nghiêm có công đức chân thật. Tát Đà Ba Luân từ thân Phật giữa hư không nghe nói Đàm Vô Kiệt liền sinh ước muốn lớn được các ta muội thấy chư Phật mười phương, lại nghe mười phương chư Phật nói nhân duyên đời trước, chỉ có Đàm Vô Kiệt có thể độ cho ông. Nghe như vậy rồi tâm người ấy tăng ích phát ngưỡng muốn trông thấy, nên giữa đường muốn bán thân để cúng dường. Nay ở trong thành chúng hương bảy năm không ngồi không nằm, là vì muốn trông thấy đàm vô kiệt tầm khát ngưỡng như vậy mà dục lạc đến lâu thầy như người bị nóng khát bức bách dù gặp được nước đục nóng vẫn còn hoan hỉ huống nữa là gặp nước ngon trong mát đã vì lòng khát ngưỡng lâu ngày lại công đức của đàm vô kiệt lớn thế nên khi gặp được vui mừng hỏi vui có bốn thứ cớ gì đây chỉ nói cái vui ở thiền thứ ba mà không nói đến cái vui định của các bậc trên và cái vui giải thoát đã vì chúng sinh coi dục đối với ba thọ phần nhiều hàm cái cảm giác thọ vui, hàm cái cảm thọ vui nghe cái vui nết bản không có sở hữu, thảy tâm không vui mừng vì bốn thiền rất khổ lạc thọ nên tâm cũng không vui. Cái vui trong thiền thứ ba là cái vui cùng cực. Lại có người nói tất đã ba lần mới phát tâm trơ vào được định thâm tế vi diệu nên thấy đàm vô kiệt liền phát sinh hoan hỷ như vào thiền thứ ba Đạt đà ba luân tự biết mình có hoan hỷ lớn nên tức thời bỏ hỷ đều phát tính thanh tịnh sự an lạc chạy khắp mình thế nên đem cái vui ở thiền thứ ba để ví dụ hết cuốn 99 theo bản hán cuốn 100 kinh bây giờ tắt đà ba luân và người con gái của vị trưởng giả cùng 500 người hầu gái đi đến chỗ đàm vô kiệt giải hoa trải mạn đà la đầu mặt đảnh lễ xong lui ngồi một bên đảng vô kiệt thấy các người ấy ngồi xong bảo tát đà ba luân rằng này thiện nam tử hãy lắng nghe khéo lãnh thọ này ta sẽ vì ông nói tướng bát nhã ba la mật này thiện nam tử vì các pháp bình đẳng nên biết bát nhã ba la mật cũng bình đẳng vì các pháp địa tướng nên biết bát nhã ba la mật cũng địa tướng vì các pháp bất động nên biết bát nhã ba la mật cũng bất động vì các pháp không nhớ nghĩ nên biết bát nhã ba la mật cũng không nhớ nghĩ. Vì các pháp không sợ nên bát nhã ba la mật cũng không sợ. Vì các pháp một vị nên biết bát nhã ba la mật cũng một vị. Vì các pháp vô biên nên biết bát nhã ba la mật cũng vô biên. Vì các pháp vô sinh nên biết bát nhã ba la mật cũng vô sinh. Vì các pháp vô diệt nên biết bát nhã ba la mật cũng vô diệt. Vì hư không vô biên nên biết bát nhã ba la mật cũng vô biên. Vì nước biển lớn vô biên nên biết bát nhã ba la mật cũng vô biên. Vì núi tu di trang nghiêm nên biết bát nhã ba la mật cũng trang nghiêm. Vì hư không không có phân biệt nên biết bát nhã ba la mật cũng không có phân biệt. Vì sắc vô biên nên biết bát nhã ba la mật cũng vô biên. Vì thọ tưởng hành thức vô biên nên biết bát nhã ba la mật cũng vô biên. Vì địa chủng vô biên nên biết bát nhã ba la mật cũng vô biên vì thủy chủng hòa chủng phong chủng vô biên nên biết bát nhã ba la mật cũng vô biên vì không giới vô biên nên biết bát nhã ba la mật cũng vô biên vì như kim cang bình đẳng nên biết bát nhã ba la mật cũng bình đẳng vì các pháp không có phân biệt nên biết bát nhã ba la mật cũng không có phân biệt vì các pháp tính không thể có được nên biết bát nhã ba la mật tính cũng không thể có được vì các pháp không có sở hữu bình đẳng nên biết bát nhã ba la mật cũng không có sở hữu bình đẳng vì các pháp không làm nên biết bát nhã ba la mật cũng không làm vì các pháp không thể nghĩ nghỉ nên biết bát nhã ba la mật cũng không thể nghĩ nghỉ khi ấy tất đà ba luân ngài nơi chỗ ngồi được các tam muội đó là tam muội các pháp bình đẳng tam muội các pháp địa tướng tam muội các pháp không sợ tam muội các pháp một vị Ta muội các pháp vô biên tam muội các pháp không sinh tam muội các pháp không diệt tam muội hư không vô biên tam muội nước biển lớn vô biên tam muội núi tu di trang nghiêm tam muội hư không không có phân biệt tam muội sắc vô biên tam muội thọ tưởng hành thức vô biên tam muội địa giới vô biên tam muội thủy giới hòa giới phong giới không giới vô biên tam muội như kim cang bình đẳng tam muội các pháp không có phân biệt tam muội các pháp không thể nghĩ bàn như vậy thầy đều được trăm ngàn vạn ước môn tam muội bấy giờ phật bảo tu bồ đề như ta nay ở giữa ba ngàn đại thiên thế giới có các tỷ kheo tăng vây quanh với tướng ấy với tướng mạo ấy với danh tự ấy nói bát nhã ba la mật Tân đã ba lần được sáu trăm vạn muôn tam muội thấy phương đông tây nam bắc bốn góc trên dưới chư phật trong thế giới đại thiên ba ngàn số như các sông hàng với tỷ kheo cung kính vây quanh Do tướng như vậy, tướng mạo như vậy, danh từ như vậy, thuyết bát nhã ba la mật cũng như vậy. Tất đả ba luân tử đó về sau trí tuệ nghe nhiều không thể nghĩ bàn như nước biển lớn, thường không xa địa Phật, thường sinh trong nước có Phật, cho đến trong mộng chưa từng lúc nào không thấy Phật. Hết thảy các nạn đều rất sạch, theo nguyện vãng sinh ở nước có Phật. Này tu Bồ Đề nên biết nhân duyên của bát nhã ba la mật ấy, có thể làm thành tiệu hết thảy công đức của Bồ Tát được trí nhất thiết trùng. Vì thế nên các Bồ Tát Nếu muốn học sáu ba la mật Hãy nên vào sâu trí tuệ chư Phật Muốn được trí nhất thiết chủng Hãy nên thọ chỉ bát nhã ba la mật Đọc tụng nhớ nghĩ đúng Rộng vì người nói Cũng viết chép quyền kinh cúng dường Tôn trọng tán thán Cũng hương hoa cho đến kỹ nhạc vì sao? Vì bát nhã ba la mật là mẹ của mười phương chư Phật quá khứ vị hai hiện tại, được mười phương chư Phật tôn trọng. Luận, Đàm Vô Kiệt đã đi ra đến pháp tòa, xem khắp không có ai hơn mình bấy giờ mới ngồi. Khi ấy tác đà ba luân, biết đã ngồi chắc, đi đến đầu mặt đảnh lễ dưới chân rồi ngồi một bên. Đảnh lễ có ba cách, một là miệng lễ, hai là quỷ gối mà đầu không sát đất, ba là đầu sát đất, đó là sự lễ cao thượng, cho một thân người, đầu ở trên hết, chân ở dưới hết, đem đầu lễ chân là cung kính cùng tội. Đàm vô kiệt thấy người kia đã ngồi xong, biết người từ xa đi đến không tiếc thân mạng, chịu mọi xiên khổ, chỉ vì muốn nghe Pháp. Lúc mới thấy nhau vì mặt trời sắp lạ nên thời gian nghe Pháp ngắn. Đàm vô kiệt vì thấy mặt trời lạ nên đứng dậy đi vào cung. Nay vì Pháp nên bảy năm khát ngưỡng không sinh tâm khác. Khi đàm vô kiệt sắp đi ra, thầy tắt đã, đã bao lần lấy máu dưới đất, biết người kia vì Pháp không tiếc thân mạng. Tâm kia không thoái chuyển, quyết định không nghi ngờ, có thể nhận sự giáo khóa nên bảo rằng này thiện nam tử hãy nhất tâm lắng nghe ở trên nói nghi phật từ đâu đến đi về đâu đã dứt nay chỉ muốn nghe bát nhã ba la mật sâu xa nên nói cho tướng bát nhã ba la mật tướng bát nhã ba la mật là như trước đã nói trong các nghĩa các pháp bình đẳng nên bát nhã ba la mật bình đẳng vân vân hoặc có người nói vì sức bát nhã ba la mật nên quán các pháp đều bình đẳng chứ chẳng phải tính các pháp bình đẳng Thế nên Đảng Vô Kiệt nói, vì các pháp bình đẳng nên bát nhã ba la mật bình đẳng. Vì sao? Vì nhân quả giống nhau. Lúc mới quán các pháp bình đẳng là nhân, khi tầm quyết định được bát nhã ba la mật là quả. Hỏi quán các pháp bình đẳng tức là bát nhã. Bát nhã tức là bình đẳng có gì phân biệt làm nhân quả? Đác bát nhã và các pháp tùy một tướng không hai không khác. Xong hành giả khi quán các pháp bình đẳng là nhân, quán xong gọi là quả như đạo tu đạo hoàn có đắc có hướng lại như năm uẩn hữu lậu khi ở trong tập gọi là nhân khi ở trong quả gọi là quả hết thảy pháp sắc vân vân bình đẳng tức là bát nhã ba la mật bình đẳng hỏi nên nói tướng bát nhã ba la mật nay cứ gì nói bình đẳng nhân không có bình đẳng nên mới có bình đẳng nhân có bình đẳng nên mới có không bình đẳng đối với bát nhã cũng chẳng phải một tướng cũng chẳng phải khác tướng cớ gì ông muốn thủ lấy một tướng đắc bát nhã rất sâu xa vi diệu không dường phương tượng thuyết thời không ai hiểu được thế nên nếu phân biệt không có bình đẳng thời sinh ra phiền não ba độc tăng trưởng đó là thân yêu bán ghét yêu thiện ghét bất thiện bồ tát đối với hai thứ ấy quán hết thảy pháp đều bình đẳng nơi chúng sinh quán bán thân thương ghét đều bình đẳng mở cửa phước đức đóng các đường ác Chú trong pháp bình đẳng thể các ước tưởng phân biệt và tâm thủ tướng chấp trước Đối với hết thảy pháp đều dứt trừ Chỉ thấy các pháp không Không tức là bình đẳng Có người được các pháp bình đẳng không ấy Đi thẳng đến đạo Bồ Tát Đối với không không còn hí luận Có người tuyệt được pháp bình đẳng Mà sinh hí luận quán, Hoặc quán tất cả đều không Vì có lỗi như vậy Nên người ấy đối với bình đẳng tức không bình đẳng thế nên trong đây vì chân bình đẳng nên nói bát nhã ba la mật bình đẳng chẳng phải là ý luận lìa hai bên bình đẳng và không bình đẳng là tướng bát nhã ba la mật hỏi bình đẳng là đối với tướng bát nhã đã đầy đủ cớ gì còn nói lìa tướng vô biên vân vân là tướng bát nhã đáp trong kinh chỉ nói các pháp bình đẳng nên bát nhã bình đẳng hành giả thủ lấy tướng bình đẳng ấy mà sinh tâm chấp trước nên nói tướng bát nhã bình đẳng tự tính xa lìa vì sắc pháp vân vân tự tính xa lìa nghĩa xa lìa như trong phẩm tướng vô tướng đã nói được các pháp bình đẳng này lại đối với bình đẳng để tướng an trú trong không trú trong không thời bất động hỷ luận không làm lay động núi phiền não không làm lay động được kiếp vô thường không lay động được vì sao? Vì được thật tướng của hết thảy Pháp, Bồ Tát Chú trong hai không ấy được bát nhã bất động, ấy là rốt giáo. Nếu có khởi lên nhớ nghĩ, tức là chỗ có tướng chấp trước, nên nói các Pháp không có nhớ nghĩ, nên biết bát nhã ba la mật cũng không có nhớ nghĩ. Tướng không động là bát nhã, vì bát nhã ba la mật tướng diệt. Nếu không nhớ nghĩ bát nhã ấy thời bị, hoặc bị mê muội không có chỗ xu hướng. Người có hí luận ở giữa đại chúng, thầy hay sinh sợ hãi hoặc vì đối nhất bạn không hiểu rõ nên cũng sinh sợ hãi thế nên nói tướng không sợ hãi là bát nhã ba la mật người ấy tuy không quyết định chấp thủ tướng các pháp mà vào sâu pháp tính nên ở giữa đại chúng nếu có người luận nạn về các tướng thầy tâm không sợ hãi vì đối với các pháp được vô tướng lại khi vào vô sinh pháp nhẫn biết thấy thầy pháp không thể có được nơi trong ấy cũng không sợ hãi vì sao vì Bồ Tát khéo thông đạt hết thải pháp, lại nữa hết thải pháp một tướng nghĩa là tính không, thế nên bác nhã ba la mật tuổi theo hết thải pháp nên cũng một vị tính không. Hỏi, trên đã nói các pháp bình đẳng, nay cớ gì còn nói một vị? Đáp, không hoặc có khi có vị, hoặc có khi không có vị. Nếu hành giả vì các kiến chấp thủ tướng phân biệt mà chủ lượng tốt xấu, bây giờ được bình đẳng không tâm đối với các pháp thời rất hoan hỉ, nên gọi là ý. Nhưng người bị nóng khát bước bách, gặp được nước trong mát cho vị ấy không gì sánh bằng. Tùy thời sử dụng nên gọi là vị, trần thật chốt giáo không, thời không có vị hay không vị. Lại nữa, một vị là Bồ Tát khi hành bát nhã, đối với sở quán sở duyên đều là một vị vì sức trí biết về tính không rất lớn nên các pháp khác đều đi theo mà không. Thì như nấu đường phèn khi sắc chín, tuy có vật khác hợp vào đều biến thành đường phèn. Đã như biển lớn trong sông chảy về đều thành một vị, đó là vị rốt giáo không. Các pháp sắc vân vân cũng như vậy, ở trung tâm phản phù mỗi mỗi sai khác, mà vào trong bát nhã thầy đều thành một vị. Bên cạnh dành và tướng, hoặc có hoặc không, nếu thật quán các pháp sắc vân vân, chẳng phải có chẳng không. Nên vô tướng, vô tướng tức là vô biên, quán như vậy tức là Bát nhã Ba la mật vô biên. Lại nữa có người nói biên có hai là bên thường và bên đoạn, bên thế gian và bên niết bàn, bên niết bàn, bên ác, bên lành, vân vân. Trong đây không có các bên như vậy nên gọi là Bát nhã Ba la mật vô biên lại nữa có người nói biên là đời trước đời sau thế gian vô thủy cho nên không có đời trước và vô dư nết bà nên có đời trước không sinh ra trở lại cho nên không có đời sau phân biệt các biên như vậy đóng trước thế gian nên sợ niết bàn thế nên trong bát nhã ba la mật không có các biên ấy chỉ nghe nói thật từ các pháp không vào không ra hỏi các pháp bình đẳng các pháp tự tính lìa đều là vô biên thứ gì còn nói riêng đã có người biết các pháp bình đẳng, biết các pháp tự tính lìa, thời không cần nói. Nếu có người chấp thủ tướng vì đám trước một vị ấy, nên nói là vô biên. Đám vô kiệt không phải chỉ vì tát đả ba luân mà thuyết pháp, tát đả ba luân cũng không chỉ tự vì mình nên hỏi, mà chỉ vì chúng sinh có nhiều tâm tính, nhiều hành động. Nên đối với tướng bát nhã ba la mật được nói các tướng, không sinh không diệt như trước đã nói, ở đoạn dùng các nhân duyên phá sinh diệt, hư ừ không vô biên như đã nói trong ví dụ hư không trong Pháp Đại Thừa. Nước biển lớn vô biên, tu di trang nghiêm vì trước chưa nói, nên này sẽ được nói. Hỏi, hư không vô biên vì là Pháp thường không tìm được biên giới nó, có thể nói vô biên, còn nước biển lớn ở trong bốn châu thiên hạ, bao quanh núi tu di có số lượng do tuần, có người vượt qua được, cớ sao nói vô biên. Đáp vô biên có hai Một là thật vô biên Hai là người ta không thể đếm được Nên vô biên Biển cũng có hai phần Phần có thể qua được Và phần bao quanh núi Tu Di Ở giữa chín núi báu Rộng 84.000 do tuần Người thế gian không biết được biên giới nó Nên nói là vô biên Như biển nhỏ Sức thuyền có thể qua được Nước biển lớn Sức thuyền không thể qua được Như Phạm phương ngoại đạo có thể có chiếc thuyền thiền định vượt qua biển dục giới sắc giới, còn vô sắc giới như biển lớn sâu rộng không thể vượt qua được. Vì không thể phá tâm ngã, các bậc hiển thánh có đôi cánh trí tuệ và thiền định, phá tướng tả đối với các pháp được thật tướng nên có thể qua được. Thế nên mà nói ví dụ như biển lớn. Hỏi, núi tù gì một màu sắc? Vì sao nói trang nghiêm? Đáp sách ngoài nói núi tu gì một màu sắc, thuần là vàng ròng Luận lục túc thì bà Sa nói Bốn phía núi tu gì đều do một thứ báu thành hoặc vàng bạc pha lê, lưu ly, trang nghiêm, chim đến đậu phía nào cũng đều động một màu sắc ấy. Anh em của Long Vương như Nan Đà, bà Nan Đà đem thần nhiễu quanh bảy vòng. Trên đỉnh núi có cung trải 33, thành cái bảy lớp gọi là hỷ kiến, có 999 cửa Bên mỗi mỗi cửa đều có 16 vị thần đại lực áo xanh thủ hộ, chỗ cao trong thành dựng điện gọi là điện tối thắng. Bốn phía có bốn vườn lớn, bốn vua trời ở bốn phía, Con núi gọi là Du Cảng Đà, mỗi núi cao 42.000 do tuần, mỗi thiên vương trị vì trên đó. Nước trong bốn biển lớn có cung điện của Atula và Long Vương. Chín núi báu, Du Cảng Đà, vân vân có mặt trời mặt trăng, nam tinh, 28 tú và các sao khác vây quanh trang nghiêm Các thứ trang sức dùng để trang nghiêm như vậy chồng không biết chán Bát nhã ba la mật cũng như vậy Quả báo của sáu ba la của sáu bát nhã ba la mật Là được làm chuyển luân vương Phạm vương, đế thích, trời tịnh cư, trời đại tự tại Quả báo như vậy Do khi hành bát nhã ba la mật chưa đầy đủ nên hưởng được quả báo trang nghiêm ấy. Khi bát nhã ba la mật đầy đủ, thầy được quả tu đà hoàn cho đến quả a la hán, đạo bích chi phật, địa vị bồ tát bất thoái chuyển và đạo quả chư phật trang nghiêm như phía trên và dưới núi tu di đều trang nghiêm, bát nhã ba la mật trang nghiêm cũng như vậy. Khi chưa đầy đủ, thầy sự trang nghiêm của chư thiên là bậc nhất. Khi đầy đủ rồi, rồi thầy có các đạo quả trang nghiêm như núi tu di khi kiếp bắt đầu thành lập bốn phía có gió lớn thổi thời chất vị tinh túy của đất nhóm lại làm tu di lại có gió thổi làm cho cứng thành báu bát nhã ba la mật cũng như vậy đối với hết thảy pháp lành là cứng chắc thật bậc nhất hòa hợp bền chắc bằng bát nhã như núi tu di bốn phía gió lớn thổi sóng nước biển lớn không thể làm lay động bát nhã ba la mật cũng như vậy các ngoại đạo tà kiến hí luận và các ma dân không thể làm lay động như đỉnh núi tu di có vượt bốn phía trừ thiền đi đến hưởng thọ các thứ vui bát nhã ba la mật cũng như vậy hành giả nên được đỉnh bát nhã đi đến trong vườn bốn thiền định hưởng các thứ vui lại nữa có người nói núi tu di chìm đến đều đồng một màu với núi bát nhã ba la mật cũng như vậy các pháp vào trong bát nhã đều đồng một tướng đó là vô tướng như hư không không có phân biệt, như hư không không có phân biệt trong ngoài xa gần, dài ngắn, sạch, không sạch. Bát nhã ba la mật cũng như vậy. Các pháp vào trong bát nhã cũng không có phân biệt trong ngoài, lành, chẳng lành. Như năm uẩn vô biên là, năm uẩn thường biến khắp thế gian. Bát nhã ba la mật cũng như vậy, không xa lìa năm uẩn. Thật tướng năm uẩn, tức là bát nhã ba la mật, lại nữa như sắc pháp vân vân phân tích chia rẽ cho đến vi trần thầy không có phương hướng nên không có ranh giới pháp vô sắc vì không có hình nên không có đây kia không có đây kia nên không có ranh giới bát nhã ba la mật cũng như vậy đối với hết thải pháp phân biệt sắc cho đến vi trần phân biệt pháp vô sắc cho đến trong một niệm không thấy chắc chắn có thường lạc ngã tịnh thế nên nói sắc vô biên nên bát nhã vô biên cho đến hư không sáu trùng cũng như vậy như kim cương là trừ thiện cầm kim cương không ghét không thương tùy chỗ sử dụng mà không có việc gì không đánh nát tầm trước khi được nhất thiết trí của chư phật tam muội trong ấy có thể giữ hết thải cái sự phiền não điên đảo và tập khí nên gọi là như kim cương như trí tuệ tương ưng với tam muội kim cương mà quán hết thải pháp đều bình đẳng bát nhã ba la mật quán hết thải pháp bình đẳng cũng như vậy vì sao? Vì bát nhã chưa quán các pháp bình đẳng vậy, sau mới hít được tam muội ấy? Các pháp không có phân biệt là người phạm phu thế gian vì sức phiền não nên phân biệt các pháp, được thần tướng các pháp thời đều phá hoại đổi khác. Thế nên thánh nhân được bát nhã ba la mật không theo ước tưởng phân biệt các pháp mà vào trong tam muội không vô tướng vô tác. Nếu khi các pháp đổi khác thời không u sầu. Vì từ trước lại đây không phân biệt thủ tướng các pháp, các pháp tính không thể có được là hết thảy pháp đều do nhân duyên hòa hợp sinh không có cái gì không do nhân duyên hoặc ít nhân duyên mà sinh khởi nếu tự nhân duyên sinh thầy không có tự tính tự tính là sự thật quyết định vốn có nếu tự tính nhân duyên hòa hợp sinh nên biết khi chưa hòa hợp thầy không có nếu trước không có nay từ nhân duyên hòa hợp có thầy biết không có tính nếu từ nhân duyên hòa hợp sinh tính, thời tính ấy tức là pháp tạo tác. Tính gọi là không đợi nhau, không nhân nhau. Thường phải riêng có, độc lập, pháp hữu vi như vậy, thời không có. Thế nên nói hết thể pháp tính không thể có được, tính bát nhã ba la mật cũng như vậy. Vì các pháp không có sở hữu là các pháp tính không thể có được, các duyên cũng không thể có được. Các duyên cũng không thể có được nên đều là không có sở hữu vào trong không có sở hữu thời đều bình đẳng vì sao vì có nên có phân biệt vì không nên không có phân biệt như hương cỏ hương trên đàn khi đốt lên thời có phân biệt khi diệt mất thời không có phân biệt các pháp không làm là vì chúng sinh không pháp không thời đều không làm chúng sinh làm là làm người việc lành và người việc chẳng lành vân vân pháp làm là lửa cháy nước chảy gió động thức hay nhận thức chỉ hay biết các pháp như vậy mỗi mỗi tự có sức riêng không có chúng sinh cho đến không có kẻ biết kẻ thấy không có sắc cho đến trí nhất thiết chủ đều như trước đã phá phá chúng sinh cho nên không có kẻ làm là phá pháp nên không có làm chỉ vì người phàm phu bị điên đảo che lấp nên nói có làm các pháp không thể nghĩ nghĩ là hết thảy pháp không có được tướng quyết định hoặc thường hoặc vô thường hoặc khổ hoặc vui hoặc thật hoặc không hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc sinh diệt hoặc không sinh diệt hoặc tịch diệt hoặc không tịch diệt hoặc lìa hoặc chẳng lìa hoặc có hoặc không có các môi phân biệt như vậy không thể nghĩ nghỉ vì sao vì các pháp ấy đều từ trong tâm ước tưởng phân biệt sinh không thể có quyết định thật tính của hết thảy pháp đều vượt qua danh từ ngôn ngữ của tâm tâm số pháp như phẩm trước nói hết thảy pháp bình đẳng, hết thảy hiển thánh không thể hành, không thể đến, thế nên không thể nghĩ nghỉ. nghỉ. Bát nhã ba la mật cũng như vậy. Vị quán pháp ấy nên phát sinh, khi ấy tắt đà ba luân đến từ chỗ người được các tam muội Hỏi tát đà ba luân trước đã biết các pháp tướng không, nay chịu mọi sinh khổ, đứng luôn bảy năm để thấy đà vô kiệt được lợi ích gì? Đáp, tát đà ba luân trước thấy chư Phật được các tam muội vì quý trọng bát nhã ba la mật nên sinh ra trước tướng này đàm vô kiệt qua bảy năm tự định khỏi dạy nói bát nhã để phá tan tâm để phá tâm chấp trước tướng kia hết thảy pháp tính tự không chẳng phải bát nhã ba la mật làm cho nó không vì thế nên nói vì các pháp bình đẳng nên bát nhã ba la mật bình đẳng vì các pháp địa tướng cho đến các pháp không thể nghĩ nghỉ nên bát nhã ba la mật không thể nghĩ nghỉ, nghỉ không thể khinh hẻ các pháp khác mà quý trọng bát nhã. Vì sao? Vì không để cho nhân bát nhã lại sinh chấp trước cấu uế. Bát nhã ba la mật tuy rốt giáo thanh tịnh có nhiều lợi ích, lại không thể thủ tướng mà sinh tâm chấp trước, như vàng trái nóng tuy đẹp mà không thể lấy tay nắm. Tát đã ba luân được sự giáo hóa ấy dứt tâm chấp trước đối với bát nhã, liền được các tam muội giải nói mỗi mỗi câu, Đối với tâm tán loạn chỉ có trí tuệ chứ không gọi là tam muội. Này theo thầy nghe, rồi nhất tâm suy nghĩ gọi là tam muội, nhất tâm không tán loạn, trí tuệ biến thành tam muội, như đèn giữa gió không thể chiếu sáng. Ở trong nhà yên lặng đóng cửa, ánh sáng chiếu khắp, trước đã vì tâm dục giới tán loạn nên sức trí tuệ chưa thành tựu. Này trong khi nhất tâm nghe được các pháp đều gọi là tam muội, có thể phá trừ phiền não và ma dân như nước khi gió lạnh chưa đến chưa đóng thành băng thầy không có tác dụng cứng nếu đóng thành băng thầy có thể đi lên trên được được 600 vạn môn tam muộn như vậy tác đà ba luân được nghe đảng vô kiện thuyết pháp đối với các pháp được trí tuệ sáng suốt lớn nghĩa là được môn thật tướng của các pháp các pháp bình đẳng bình đẳng là trí tuệ và trong tâm thiền định của tác đà ba luân biến thành tam muội này muốn nói ta muội trí tuệ quả báo đời nay đời sau Bấy giờ Phật bảo tu bồ đề như nay ta ở giữa chúng thuyết bát nhã vì tướng ấy vì tướng mạng ấy vì danh từ ấy nói bát nhã ba la mật ta đã ba luân theo đàm vô kiệt được ta muội ở trong ta muội ấy thấy mười phương Phật ở giữa đại chúng nói bát nhã cũng như vậy Này tu bồ đề ta đã ba luân từ đây về sau rất ưa vui pháp nên chứa nhóm nhiều kinh nghe nhiều đọc tụng rộng rãi như an nan phật dạy điều gì đều có thể nhớ giữ tất đả ba luân có trí tuệ đa văn không thể nghĩ nghỉ như nước biển lớn ngay trong đời ấy thường không địa phật như vậy gọi là quả báo đời nay xả bỏ thân thường sinh trong nước có phật khéo tu hành tam muội niệm phật nên cho đến trong mộng ngay từ đầu không giỏi sự thấy phật các nạn địa mục vân vân đều đã dứt hết vĩnh viễn tùy ý vãng sinh vào cõi nước của chư phật vì người kia sâu vào bát nhã ba la mật chứa nhóm vô lượng công đức nên không theo nghiệp thọ sinh ta đã ba luân từ một cõi phật đến một cõi phật cũng dường chư phật độ thoát chúng sinh nhóm vô lượng công đức thí như vị trưởng giả hảo quý từ một chúng hội đến một chúng hội cho đến nay ở chỗ phật đại lôi âm tịnh tu phạm hạnh nếu có người muốn cỏ ban nhã ba la mật hãy nên như tác đả ba luân kiên định nhất tâm không thể khuynh đọc, Thế nên nên biết nhân duyên của bát nhã ba la mật có thể thành tựu được hết thảy công đức. Các Bồ Tát được bát nhã, các tội cấu khi xuất ra như tả nghi ý luận thẻ đều trừ diệt được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh nên được hết thảy công đức. Được trí nhất thiết trùng là được vô thượng tránh đẳng tránh giác. sau bát nhã ba la mật là từ sơ địa cho đến thất địa. Được vô sinh pháp nhẫn, bát địa kiểu địa thập địa là vào sâu trí tại Phật. Được trí nhất thiết trùng thành Phật đối với hết thảy pháp được tự tại là đều có thể thọ trí cho đến dùng hoa hương kỹ nhạc cúng dường tu bồ đề vì thường ưa hạnh không nên phật cùng tu bồ đề nói bát nhã lại tu bồ đề được tam muội vô tránh nên phật không thể phó chúc a à nàng được đà la ni văn chỉ lại thường gần với phật nên được phật phó chúc rộng rãi phẩm 90 giải thích phẩm chúc lị thứ 90 kinh bấy giờ phật bảo a nan ý ông nghĩ sao phật là đại sư của ông chăng ông là đệ tử của phật chăng a nan thừa bạch đức thế tôn phật là đại sư của con tu giả đà là đại sư của con con là đệ tử của phật phật dạy như vậy như vậy ta là đại sư của ông ông là đệ tử của ta như những việc đệ tử cần làm ông đã làm xong này a nan Ông dùng nghiệp tử của thân, nghiệp tử của miệng, nghiệp tử của ý mà cúng dường cung cấp cho Như Lai thường làm đúng ý như lai không có trái lỗi này a nan thân như lai hiện tại ông yêu kính cúng dường cung cấp tâm ông thường thanh tịnh sau khi như lai diệt độ hết thảy sự ái kính cúng dường cung cấp nên ái kính cúng dường bát nhã ba la mật cho đến lần thứ hai thứ ba như lai lấy bát nhã ba la mật phó chúc cho ông này a nan ông chớ quên mất chớ là người tối hậu làm rước giống phật này A Nan, tùy theo bao nhiêu lâu Bát Nhã Ba La Mật chú ở đời nên biết bấy nhiêu lâu có Phật chú ở đời thuyết pháp. Này A Nan, nếu có người chép Bát Nhã Ba La Mật, thọ chỉ đọc tụng nhớ nghĩ đúng, rộng vì người nói, nên cùng kính tôn trọng tán thán hoa hương phan lọ áo báu đẹp đuốc, mỗi mỗi cũng dường người ấy, nên biết người ấy không lìa thấy Phật, không lìa nghe pháp, thường gần với Phật. Phật nói bát nhã ba la mật xong các bồ tát di lạc vân vân và vệ mạng tu bồ đề xá lợi phất đại mục kiền liên mà hà ca diếp phú lâu na di đa la ni tử mà hà câu hy la mà ca chiên diên nan vân vân cũng hết thảy đại chúng và hết thảy thế gian trời người cả thát bà a tu la nghe phật thuyết đều rất hoan hỷ vân vân luận hỏi phật đã dứt tâm ngược đám pháp cho đến trí nhất thiết trộm niết bàn còn không chấp trước, không thủ tướng. Cứ sau nay rồi mỗi mỗi nhân duyên phó chúc Pháp ấy y tưởng như ưa đám Pháp? Đáp chư Phật có tâm đại tử bi, từ khi mới phát tâm lại đây cho đến khi vào cửa nết bàn thường không giải bỏ ở giữa đôi cây tà là dùng sức tam muội kim cang vì chúng sinh mà làm nát thân như mẻ gạo để lại làm lợi ích, huống gì kinh pháp có nhiều lợi ích mà không phó trúc. Lại, An-nan -an là người chưa lìa dục, chưa biết hết uy lực quả báo của bát nhã ba la mật có nhiều lợi ích vì thế ân cần phó trúc rằng ông nên khéo gìn giữ không để quên mất vì vậy nên phật tùy đối với hết thẻ pháp không có thương ghét tướng thường tịch diệt mà phó chúc bát nhã ấy hỏi a à nan là người thanh văn cớ gì phật đem bát nhã ba la mật phó trúc mà không phó trúc cho các đại bồ tát như di lặc vân vân đã có người nói a à Nan nàng thường hậu hai bên phật cúng dường sự cần dùng được đà la ni văn chỉ nghe rồi nhớ giữ một lần nghe nhớ mãi không quên đã là em chú bác của phật lại có nhiều bè bạn tiếng tam rộng khác bốn chúng đương nhỏ là vị thầy thứ ba theo phật chuyển bánh xe pháp phật biết xã lợi phất thọ mạng ngắn ngủi diệt độ sớm nên không phó chúc lại a à là thầy của 500 a la hán có đủ sáu thần thông ba mươi cộng giải thoát Hà Nàn đã có nhiều lợi ích như vậy nên phó chúc. Các đại Bồ Tát như Di Lạc vân vân sau khi Phật diệt độ mỗi mỗi phần tán, theo quốc độ thích ức ứng hóa độ chúng sinh, Di Lạc trở lại trên trời đâu xuất, tí ma la cật văn thủ sư lợn cũng đi đến chỗ chúng sinh thích ứng để hóa độ. Phật lại do vì các vị Bồ Tát có sức hiểu sâu bát nhã ba la mật nên không cần phải nhọc nhằn phó trúc. A à Nan là người thanh văn theo pháp tiểu thừa thế nên Phật ớt cần phó trúc hỏi nếu như vậy thời kinh pháp hoa và các kinh phương đẳng khác cỡ sao lại phó chúc cho các bồ tát hỷ vương vân vân đáp có người nói khi ấy Phật thuyết pháp sâu xa khó tin người thanh văn không ở tại đó lại như phải thuyết kinh giải thoát không thể nghĩ nghỉ nằm chằm a la hán ở bên phật mà không nghe được hoặc có khi nghe được mà không thể ứng dụng thế nên phó chúc cho các bồ tát hỏi lại có pháp gì sâu xa hơn bát nhã mà đem bát nhã phó chúc cho a nan còn các kinh khác phó chúc cho bồ tát đáp bát nhã chẳng phải là pháp bí mật mà các kinh pháp Hòa vân vân nói a la hán được thọ ký chắc chắn là phật đại bồ tát vẫn có thể thọ trì ứng dụng thế như thể thuốc giỏi có thể dùng chất độc làm thuốc lại nữa như trước nói bát nhã có hai một là bát nhã nói chung cho thanh văn nghe hai là chỉ nói cho mười phương đại bồ tát chú trong thập địa nghe chẳng phải kiểu địa nghe huống nữa là bồ tát mới phát tâm lại có kinh bồ tát kiểu địa nghe được cho đến sơ địa nghe được mỗi mỗi không đồng nhau tướng chung của bát nhã ba la mật là một mà sâu cạn có khác thế nên đem phó trúc cho a nan không lỗi hỏi trước đây thấy phẩm a à sơ phật đã phó trúc nay còn phó trúc vậy có gì sai khác đã, đạo Bồ Tát có hai, một là đạo Bát Nhã Ba La Mật, hai là đạo Phương Tiện. Trước Phó Trúc là nói thể tướng Bát Nhã Ba La Mật xong, nay là nói khiến cho chúng sinh được Phương Tiện Bát Nhã ấy xong mà Phó Trúc. Vì thế nên sau khi thấy Phật A Xúc, tiếp nói Phẩm Âu Hòa. Trong Bát Nhã Ba La Mật tuy có Phương Tiện, Phương tiện tuy có bát nhã mà tùy theo sự thọ dụng nhiều nên gọi tên. Bát nhã và phương tiện bản thể là một vì chỗ dùng hơi khác cho nên nói riêng. Tí như thợ vàng vì phương tiện khéo léo, nên lấy vàng làm các vật khác nhau. Tuy đều là vàng mà tên gọi có mỗi mũi khác. Bồ Tát được thật tướng bát nhã ba la mật ấy, nghĩa là hết thảy pháp tính không, tướng tịch diệt, không có sở hữu, tức là muốn diệt độ. Vì sức phương tiện nên không thủ chứng niết bàn. Khi ấy nghĩ rằng hết thảy pháp tính không, niết bàn cũng không, ta nay đối với công đức Bồ Tát chưa đầy đủ, nên không nên thủ chứng Khi công đức đầy đủ mới có thể thủ chứng Khi ấy Bồ Tát dùng sức phương tiện Vừa qua địa vị nhị thừa Mà vào Bồ Tát vị Chú trong Bồ Tát vị biết pháp sâu xa vi diệu Không có văn tự mà dẫn đường cho chúng sinh Ấy gọi là phương tiện Lại nữa có phương tiện Là Bồ Tát biết hết thải pháp rốt giáo Tính không không có sở hữu Mà có thể trở lại khởi đến pháp lành Hành sáu ba la mật Không theo không Hoặc có thể sinh bốn việc Là hoặc nghi hoặc tả kiến, hoặc vào niết bàn, hoặc làm Phật. Vì bát nhã có sự phân biệt như vậy, nếu có thể trừ tà nghi không vào niết bàn, ấy là phương tiện. Có người nói, bát nhã ba la mật có nhiều lợi ích, tối thắng đối với kho châu báu lớn. Phật biết sau khi diệt độ có nhiều giặc oán muốn hủy hoại bát nhã, nên đã mỗi mỗi phẩm đều phó trúc còn không có lỗi, huống nữa là chỉ phó trúc hai lần. Hỏi, nếu phó trúc, cớ gì ân cần trị trọng như vậy? Đã vì theo pháp thế tục mà dẫn được cho chúng sinh, thế như chủ khách buôn muốn đi xa đến nước khác, tùy đem tài bảo phó chúc cho con mà riêng ngọc báo tốt đẹp, giá trị lớn mới ân cần phó chúc riêng, vì người con kia chưa biết rõ giá trị quý trọng của châu báo đẹp ấy. Những người khác vì thấy người chủ khách buôn là người biết giá trị của châu báu mà ân cần phó chúc nên chắc chắn biết thứ đó quý. Còn nếu nghe người con kia khen ngợi giá trị châu báu thầy không tin, Phật cũng như vậy. Lại nữa, nếu giữa chúng khác và người khác mà khen ngợi bát nhã, phó chúc bát nhã, thầy người ta chê Phật tự khen ngợi tán thán pháp mình, nên suy nghĩ mà không tin. Còn đối với đệ tử phó chúc, thầy không có chê bai. Lại có người nói, phẩm trên, Phật nói tướng tịch diệt không có hí luận là nhất thiết trí, trong đó không có pháp quyết định có thể thủ đắc. Thầy người ta cho là không quý, nay ân cần phó trúc, thầy biết Phật không đóng trước pháp không. Giữa hết thảy chúng sinh, người ái niệm bát nhã không ai hơn Phật. Phật biết bát nhã có ơn sâu nên quý trọng bát nhã mà ân cần phó trúc. Có người nói, Phật muốn hiện trung đạo nên phó trúc, trước nói các pháp không để ngăn biển chấp hữu nay ân cần phó trúc Thoại phá bền chấp không ấy là trung đạo Đối với người cho rằng Phật có tâm tham ưa đóng pháp ấy Thể Phật đã dùng các nhân duyên Nói bát nhã ba la mật tướng không Đối với người cho Phật rơi vào đoạn diệt Nên Phật ân cần phó trúc Như vậy là xa lìa hai bên Hỏi Phật đã biết a nan là đệ tử Cớ gì còn hỏi a nan rằng Ông là đệ tử của Như Lai Trăng Như Lai là thầy của ông Trăng Đáp Phật có người đệ tử ác là Tu Na Lị Đa La nhờ có chút ít nhân duyên nên làm đệ tử Phật. Vì muốn ở nơi Phật học cách bắn cung, Phật không nói cho, nên điển trở lại nói với Phật rằng, tôi chẳng phải đệ tử Phật. Lại như tu thi ma vì muốn trộm Pháp nên làm đệ tử. Như vậy là hạng đệ tử chỉ trên danh dự. Lại ngoại đạo cho An à Nan bất đắc dĩ mà ở bên Phật. An à Nan đã từng làm đệ tử ngoại đạo mặc áo cỏ, cầu thần tiên. Nay vì Phật là thân tộc nên tôn trọng cung cấp hầu hạng. Do những việc như vậy nên ở giữa đại chúng Phật hỏi An Nan, ông là đệ tử Như Lai chăng? Nếu nói là chân đệ tử, thời nên theo lời dạy bảo của Như Lai. Thế nên An Nan vì muốn khiến người khác tin nên đáp lại lời với Phật. Phật bảo An Nan, việc người đệ tử nên làm, ông đã làm đầy đủ. Phép của đệ tử là đem thân miệng ý lành mà cung cấp cho thầy. Có đệ tử tâm tốt mà thân miệng không xứng, có đệ tử nghiệp thân miệng tốt mà tâm không xứng Như đệ tử đem tâm lành rất ưa mến thầy Thân miệng tương xứng Không tiếc thân mạng Không ngại khó nhọc tự bỏ tâm mình theo lời dạy bảo của thầy, An Nan có đủ các việc ấy, nên Phật bảo An Nan, này ông hiện tại cung kính Như Lai, sau khi Như Lai diệt độ hãy cung kính Bát Nhã cũng như vậy. Hỏi Bát Nhã là thầy của chư Phật, vì sao An Nan không cung kính thầy của Phật mà cung kính Phật? đáp a à nan tuy chứng đạo quả thứ nhất song vì lậu hoặc chưa hết nên không biết sâu pháp bảo như phật đã biết thế nên phật bảo a nan ông cung kính bát nhã tức là cung kính như lai lại nữa chúng sinh thấy phật có ba mươi hai tướng tám mươi vẻ đẹp tùy hình ánh sáng một trượng thân kim sắc nhiều người ái kính còn bát nhã ba la mật thời vi diệu sâu xa không hình không sắc chỉ người trí mới biết được thân phật tướng tốt Kẻ người trí, kẻ ngu đều thấy, đều không nhảm đủ, thế nên Phật đem thân ví dụ bát nhã. Khi Phật ở đời có thể tự ngăn ma, vì vậy mà Phật bảo An Nan sau khi như lai diệt độ hay khéo gì giữ bát nhã, hỏi, phó chúc một lần là đủ cớ gì đến ba lần? Đáp, Phật rất ưa mến bát nhã ba la mật nên ba lần phó chúc, hỏi, nếu rất ưa mến sao giới hạn ba lần thôi? Đáp, thường thải pháp của chư Phật nói không quá ba, nếu nói quá ba mà không theo thời Thần cầm kim cương đánh nát Là ý của thần cầm kim cương Là nếu quá ba lần không theo thời là người nghịch Hãy nên dẹp đi Thế nên Phật hỏi không quá ba lần Lại nữa nói một lần thời còn chậm còn nói quá ba lần thời rất gấp giống như người phạm phu tham trước lại nữa tâm người đánh thọ có ba hạng hạng độn căn phải nói đến ba lần mới sinh tâm thiện Anan tuy là lợi cân, nhưng tâm còn thanh văn chỉ cầu độ một mình, thế nên bảo ba lần. Sở dĩ phó trúc là vì không để pháp diệt tận. Ông nên giáo hóa đệ tử. Đệ tử là giáo hóa người khác, chuyển chuyển giáo hóa nhau. Thí như một ngọn đèn lại thắp lên các ngọn đèn khác, ánh sáng chuyển chuyển nhiều ra. Chớ làm người tối hậu rất giống Phật, là người đời có con. Nếu không người thừa kế, thời gọi là rất giống, rất đáng hổ thẹn. Phật lấy thí dụ này bảo A Nan rằng ông chớ làm giống bát nhã tuyệt dứt ngay nơi thân ông. Hỏi như phẩm trước thuyết mình bát nhã ba la mật, rồi nói cũng không thêm, không nói cũng không bớt, vì tướng rốt ráo tịch diệt nay cớ gì nói chớ để diệt mất, thế như hư không ai diệt mất được. Đáp, bát nhã ba la mật tuy tịch diệt tướng không sinh không diệt như hư không không thể hỷ luận, nhưng phần tự ngữ ngôn chép quyển kinh bát nhã ba la mật vì người khác nói bát nhã trong đây là từ trong nhân mà nói quả Người phạm phù nghe bát nhã ba la mật vi đi diệu để sinh tâm chấp trước Thủ tướng bát nhã ba la mật phân biệt các pháp là lành là chẳng lành là thế gian, là niết bàn, vân vân. Vì phân biệt nên đối với pháp sinh tâm chấp trước, tâm chấp trước nên đấu tranh, đấu tranh nên gây tội nghiệp. Người như vậy gọi là diệt bát nhã ba la mật phật bảo an nan ông nên như tướng bát nhã ba la mật chớ chấp trước văn tự ngữ ngôn mà giáo hóa chúng sinh ấy gọi là không làm diệt mất này an nan tùy theo bao lâu thời gian bát nhã ở đời thể biết bấy nhiêu thời gian phật ở đời như trong kinh đây phật nói rộng phật ân cần phó trúc cho chúng sinh ở hội chúng có người sinh nghi thế nên phật nói nhân duyên của sự phó trúc là thế có bát nhã ở đời thời là phật ở đời vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của chư Phật. Chư Phật lấy Pháp làm thầy, mà Pháp tức là Bát Nhã Ba La Mật. Nếu thầy ở đời, mẹ ở đời thầy không gọi là mất lợi. Vì sao? Vì lợi ích vốn tồn tại. Vì vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật ở đời, thời như Phật ở đời. Là Pháp bảo không lìa, Phật bảo. Bồ Tát có 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy hình, không gọi là Phật mà có được pháp bảo mới gọi là Phật. Pháp bảo tức là bát nhã ba la mật. Như người theo Phật được lợi ích cho đến giải thoát niết bàn. Như người đối với bát nhã có thể tin thực hành cũng do pháp ba thừa mà vào niết bàn. Thế nên nói bát nhã ở đời như Phật ở đời nói pháp không khác. Này An Nan, nếu người nghe lãnh thọ viết chép giữ gì để biết người ấy không giỏi sự thấy Phật nghe pháp gần gũi Phật. Hỏi, người có tội nặng, ba nghiệp bất thiện thành tựu mà nghe lãnh thọ viết chép giữ gì bát nhã cớ sao người ấy được không xa lìa phật nghe pháp gần gũi phật đáp việc ấy như đã đáp ở phẩm trước người nghe pháp có hai hạng một là hạng người chỉ nghe mà không thể tín thọ thực hành hai là hạng người nghe mà tín thọ phụng hành nhưng đệ tử không nghe không tín thọ thực hành lời thầy ấy gọi là không nghe nếu nhất tâm lắng nghe tín thọ tín thọ phụng hành chán thế gian ưa nết bàn Lìa tiểu thừa, ưa thích đại thừa, nghe lãnh thọ như vậy gọi là thật nghe, tụng đọc cũng như vậy. Nhớ nghĩ đúng theo như ý Phật, xa lìa hai bên hành trung đạo. Đúng như chỗ được nghe, thọ chỉ và hiểu nghĩa bát nhã. Vì người khác giảng nói cung kính tôn trọng, cũng dường tán thán hoa hương, lúc mới đầu còn mỏng ít, cho đến nhớ nghĩ đúng vì người khác nói, tâm kia càng sâu dày, công đức càng nhiều, bền chắc không lay động. Nếu nghe thầy dạy, hoặc thấy quyền kinh mà cúng dường hương hoa là nếu người trí biết công đức của bát nhã mà cúng dường thời được phước đức dày còn người không biết mà cúng dường thời được phước đức mỏng ít phước đức thuần hậu là dù chuyển đổi thân cũng không lìa sự thấy phật nghe pháp gần với phật phước đức mỏng ít là không nói rằng chuyển đổi thân được ba phước báo trả hết tội rồi lâu về sau cũng chắc chắn được làm phật trong đây Phật tổng quát nói phước đức toàn hậu mỏng ít dần dần đều sẽ thấy mười phương Phật. Nghe Phật nói Pháp, dần dần đủ sáu ba la mật đều được làm Phật. Phật dùng Phật nhãn, thấy bát nhã ba la mật có sự lợi ích lớn cho chúng sinh như vậy nên ân cần phó chúc. Hỏi, các đại A-la-hán ấy đã thủ chứng thật tế, không còn lo mừng, vì mừng chút ít còn không có, huống nữa là vui mừng lớn. Đáp, các đại A-la-hán đi xa lìa tham dục của ba cõi, mà vì chưa được nhất thiết trí nên đối với pháp sâu xa còn hổ nghi không rõ ràng. Đây đối với bát nhã ba la mật hiểu biết rõ ràng dứt trừ nghi hoặc kia, thế nên vui mừng lớn. Lại nữa, các đại đệ tử ấy đã thủ chứng thật tế. Thật tế tức là không, không có tướng, không có lượng, không có phân biệt. Phật đối với pháp tịch diệt ấy, mỗi mỗi phân biệt danh tự, cữ ngôn, thí dụ, nói rộng mà cũng không phá hoại pháp tính lại không trái với thế gian các a la hán vì chứng được pháp ấy nên vui mừng lớn phật khéo nói pháp tịch diệt không vô tướng vô lượng ấy đại chúng tuy chưa sạch hết lậu hoặc mà vì có sức tin sâu nên cũng vui mừng lớn nói rằng pháp ấy có thể dứt hết khổ sinh tử cho chúng ta khiến được phản đạo có vô lượng nhân duyên như vậy nên đại chúng đều hoan hỉ hỏi nếu Phật phó chúc cho An Nan bát nhã ba la mật ấy sau khi Phật niết bàn, An Nan cùng với Đại Ca Diếp kết tập kinh tạng cớ gì trong ấy không nói đến bát nhã. Đáp vì đại thừa sâu xa khó tin khó hiểu có hành. Lúc Phật ở đời có các tỷ kheo theo pháp đại thừa do không tin không hiểu nên từ chỗ người đứng dậy bỏ đi. Huống nữa là sau khi Phật diệt độ thế nên không nói. Lại nữa, ba tạng chính thức có 30 vạn bài kệ và 960 vạn lời Pháp Đại Thừa rất nhiều. Vô lượng vô hạn như Phẩm Bát Nhã Ba La Mật trong đây có 22.000 bài kệ. Phẩm Đại Bát Nhã có 10.000 bài kệ. Ở chỗ các vua dòng vua Atula và trong các cung trời, Bát Nhã có ngàn vạn ức bài kệ. Vì sao? Vì chư thiên dòng quỷ thần mạng sống lâu dài, có sức biết nhớ mạnh. Người đời nay thọ mạng ngắn ngủi, sức biết nhớ mỏng tiểu phẩm bát nhã còn không thể tụng đọc huống gì nhiều các đại bồ tát biết bát nhã ba la mật vô lượng vô hạn vì sao vì phật chẳng phải chỉ một thân nói bát nhã mà cho vô lượng đòi hoặc biến hóa vô số thân nói bát nhã nên có vô lượng lại kinh giải thoát không thể nghĩ nghỉ có mười vạn bài kệ kinh trừ phật bồn khởi kinh mây kinh mây lớn mỗi mỗi có mười vạn bài kệ kinh pháp hoa kinh hòa thủ kinh đại bi kinh phương tiện kinh vua rồng hỏi kinh vua a tu la hỏi các kinh lớn ấy vô lượng vô biên như châu báu trong biển lớn làm sao có thể đưa hết vào ba tạng vật nhỏ có thể ở trong vật lớn mà vật lớn thời không thể ở trong vật nhỏ nếu muốn hỏi thời nên hỏi rằng vì cớ gì tiểu thừa không ở trong đại thừa mà đại thừa có thể hàm chứa luôn cả tiểu thừa thế nên ông không nên hỏi như vậy lại nữa có người nói như đại ca Diếp đem các tỷ kheo vào trong núi kỳ xả quật kết tập ba tạng. Sau khi Phật diệt độ, các đại Bồ Tát như Văn Thủ Sư Lợi Di Lạc vân vân cũng đem A Nan để kết tập kinh đại thừa. Lại A Nan biết chủ lượng ý chí nghiệp lực lớn nhỏ của chúng sinh, thế nên không ở giữa hàng thanh văn nói pháp đại thừa, vì sợ nói thời lầm loạn không thành tựu được. Phật pháp chỉ có một vị, đó là vị giải thoát hết khổ vị giải thoát ấy có hai một là chỉ giải thoát tự thân hai là giải thoát chung hết thảy chúng sinh Tùy cùng cầu một cửa giải thoát mà có tự lợi và lợi người khác nhau thế nên có đại thừa tiểu thừa sai khác vì hai hạng người ấy nên miệng phật nói ra đều dùng văn tự ngữ ngôn chia làm hai thứ ba tạng là pháp thanh văn mà hà diễn là pháp đại thừa lại nữa nước phật ở đời không có danh từ ba tạng chỉ có tỷ kheo thọ trì tu đa la tỷ kheo thọ trì tỳ ni tỷ kheo thọ trì ma đa la ca tu đa la là kinh trong bốn a hàm kinh trong mà hà diễn tu đa la có hai phần một là tu đa la trong bốn a hàm hai là kinh mà hà diễn gọi là đại thừa tu đa la vào hai phần vừa đại thừa vừa tiểu thừa hai năm giới như thị ngữ vân vân gọi là tu đa la Tỳ ni là nhân tỳ kheo tạo tội, Phật kết giới, dạy việc nên làm, không nên làm. Làm việc ấy mắc tội ấy, lược nói có 80 bộ, cũng có hai phần, một là tỳ ni. Ở nước Ma chứa A Đà Na Bản Sinh có 80 bộ, hay là tỳ ni ở nước Kế Tân, trừ Bản Sinh A Đà Na, chỉ lấy việc thiết yếu là 10 bộ, có 80 bộ tỳ bà Sa giải thích. Thế nên biết kinh đại bát nhã ba la mật ở trong tu đà la kinh vì kinh lớn và vì sự việc khác cho nên nói riêng thế nên không tập vào trong ba tạng hết cuốn một trăm theo bản hán chùa từ đàm dịch xong chiều ngày mùng tám tháng một năm hai nghìn lẻ một phật lịch hai nghìn năm trăm bốn mươi bốn bốn tháng mười hai năm canh thìn thích thiện siêu cậy hồi hướng công đức nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi phật tịnh trên đèn bốn ân nặng giới cứu ba đường khổ nếu có ai thấy nghe để phát tâm bồ đề khi bỏ báo thân này sinh về cõi cực lạc